Chương 131 Hoan nghênh về nhà Pháp khí nhận được thiên đạo chúc nguyện, đặc biệt là đao và kiếm thì mỗi khi sử dụng sẽ ẩn ẩn cảm nhận được đạo ý tồn tại. Có thể không quá mãnh liệt nhưng nó thật có tồn tại, tích tiểu thành đại, đối với con đường tu đạo có chỗ tốt cực lớn. Bởi vậy pháp khí có thiên đạo trúc nguyện được cực kỳ nhiều người tranh giành để có được. Bên này ánh sáng chói rọi lấp lánh tất nhiên khiến cho bên phía Côn Luân chú ý, phong Trần Đạo nhân nhìn về phía xa, phương hướng đó chính là nơi ở của Thiên Cơ Môn, không biết là ai lại luyện chế ra pháp khí gì. Lão nhân tóc nâu đứng bên cạnh nhìn luồng sáng dịu nhẹ đang chút xuống từ phía chân trời, ta nghe nói mấy người Thiên Cơ Môn chỉ có duy nhất Diệp Tố đã lâu không thấy xuất hiện, người luyện khí hẳn là cô nhóc đó. Khi mới Nguyên Anh kỳ đã có thể luyện chế ra bát kỳ biến bị bồng lai thu đi mắt. Phong trần đạo nhân híp híp mắt, ngay sau đó lại ôn hòa cười nói, hiện giờ hóa thần kỳ lại luyện ra được pháp khí được thiên đạo trúc nguyện, diệp tố xác thật là có bản lĩnh. Tuổi còn nhỏ, lại chịu khó như vậy, xem như cũng có tương lai. Lão nhân tóc nâu tính tính thời gian, diệp tố này tựa hồ từ lúc bắt đầu đại bỉ chưa từng nghỉ ngơi, thậm chí sau khi tông môn đại bỉ kết thúc đến nay chỉ vòn vẹn trong một tháng đã nhận ba đơn luyện pháp khí bán ra ngoài. Khi lão nhân tóc nâu nhận được tin tức chấp sự truyền đến thì giật mình không thôi, ông vẫn luôn tự hào về sự khắc khổ của đệ tử Côn Luân, nhưng khi so với Diệp Tố, thì thật không bằng một góc. Trầm Hàn dùng thất tuyệt kiếm thế nào rồi? Phong Trần Đạo Nhân hỏi, có thích ứng tốt không? Ta đã qua đó xem thử, thích ứng rất nhanh, cơ hồ đã không còn cảm giác trúc chắc. Lão nhân tóc nâu nói, chủ nhân đời trước của thất tuyệt kiếm dù sao cũng là Lục Quyết. Lục Quyết là đệ tử kinh diễm tuyệt luân nhất từ trước đến nay của Côn Luân, cũng chính là phụ thân của Lục Trầm Hàn. Có thể thích ứng thì tốt rồi, nếu không đến khi đi Luân chuyển tháp lại phải phí thời gian tìm một thanh kiếm thích hợp. Phong Trần Đạo Nhân chấp hai tay sau người, ngửa đầu nói, nó chỉ có thời gian ba tháng này thôi. Trên toàn cơ phong, Lục Trầm Hàn đang luyện kiếm, sư phụ của hắn ngồi ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng sẽ để điểm vài câu. Ninh Thiền Giao đã đi vạn Phật Tông, nói là muốn bồi giản hồ, chờ sau khi hắn tỉnh sẽ trở lại Côn Luân. Trong lòng Lục Trầm Hàn tuy có chút không vui nhưng tâm tư của hắn vẫn phần nhiều đặt trên thất tuyệt kiếm. Sư phụ, sau khi luyện xong kiếm, Lục Trầm Hàn đi đến trước mặt bạch y nữ nhân, lời đồn kiếm linh thất tuyệt kiếm có thể hóa thành người việc này có thật không bạch y nữ nhân khẽ hé nắp trà hơi nước tựa như sương mù theo đó bốc lên khiến cho gương mặt bà có chút mơ hồ có kiếm linh hay không nó có thể hóa người hay không hoàn toàn không phải là việc mà ta có thể biết chủ nhân hiện tại của nó chính là con lục trầm hàn đã quen với cách nói chuyện của bạch y nữ nhân lập tức hơi cúi đầu vâng sư phụ Bạch Y nữ tử đứng dậy, ta không muốn nhìn thấy con bại bởi một người nào trong luân chuyển tháp, phụ thân con chưa bao giờ thua ai. Lục Trầm Hàn nhìn bà rời đi, đứng ở sân luyện kiếm hồi lâu, mãi đến khi ở nơi xa đột nhiên xuất hiện dị tượng. Hắn ngước mắt nhìn lên liền nhận ra phương hướng đó là nơi ở của Thiên Cơ Môn, là Thiên Cơ Môn mà ngày đêm hắn đều tâm niệm muốn được quyết chiến lại một lần. Luồng sáng lấp lánh từ trên trời chiếu rọi xuống, Cơ hồ đến khi mặt trời lặn mới kết thúc, khi Diệp Tố từ bên trong bước ra thì trong tay có cầm một thanh kiếm được bao trong vỏ kiếm hoàn chỉnh. "Từ huynh." Diệp Tố luyện khí đến mức không phân biệt ngày đêm, đến khi ra tới thì tinh thần có chút hoảng hốt, nhìn thấy Từ Trình Ngọc thì liền bước qua. Vừa lúc ta còn định đi tìm huynh, kiếm đã luyện tốt rồi. Từ Trình Ngọc nhìn kiếm trong tay Diệp Tố, vỏ kiếm màu hoa lê khắc đầy hoa văn bạc chui kiếm lại dùng răng hải tượng mài rũa sau đó điêu khắc lên, còn chưa thấy được lưỡi kiếm nhưng chống ngực hắn cũng đã đập liên hồi, cho ta ư. Của huynh đấy, Diệp Tố ném kiếm cho hắn, lần thiên đạo trúc nguyện này phá lệ rất dài. Cơ hồ cả một ngày, rất ít thấy. Đại sư tỷ luyện kiếm, thiên đạo trúc nguyện có dài hơn vẫn là bình thường. Hạ nhĩ lại bắt đầu khen ngợi không tiếc lời. Diệp Tố lắc đầu, ngồi xuống một tay từ trình ngọc nắm lấy chuôi kiếm liền cảm nhận được đạo ý trong lòng không khỏi kích động hắn cẩn thận rút thân kiếm ra thì liền thấy một lưỡi kiếm màu xanh biển mang theo khí lạnh mũi kiếm cực kỳ sắc bén nhưng ngay dưới chuôi kiếm thì ngay lập tức hồn hậu vừa tay trung hòa khí tức lệ khí lạnh băng của thanh kiếm này từ trình ngọc rút thanh kiếm ra hoàn toàn ngay tại chỗ múa mấy chiêu dịch huyền đứng bên cạnh thấy thế thì rút trọng minh đao ra tỉ thí với hắn kiếm tuyệt đối là kiếm tốt khi đối chiêu với dịch huyền thì từ trình ngọc có thể rõ ràng cảm nhận được điều này chẳng qua cảnh giới của hắn kém hơn dịch sư đệ nếu không nhất định có thể kiên trì được thêm một chút kiếm tốt dịch huyền thu đao nói từ trình ngọc lưu luyến đem kiếm chậm rãi cho vào vỏ hỏi diệp tố thanh kiếm này có tên không kiếm của huynh huynh đặt tên đi diệp tố nhìn quét chung quanh một vòng không thấy du phục thời đâu bèn hỏi Minh Liêu Sa bên cạnh, tiểu sư đệ đâu. Ở, trong, phòng, ngủ. Minh Liêu Sa chỉ chỉ vào phòng của du phục thời nói. Từ trình ngọc ôm kiếm mới, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói, kiến triều, tên của nó sẽ là kiến triều. Trung kiến triều dương, cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời. Vậy liền gọi là kiến triều. Diệp Tố bỗng nhiên nhớ tới một việc, tam sư đệ thanh kiếm trước đó của từ huynh bị gãy đã sửa xong chưa? Hạ nhĩ lập tức đứng dậy lấy kiếm ra, đã xong rồi à? Từ trình ngọc sừng sốt, tiến lên nhận lại thanh kiếm, trịnh trọng nói với hạ nhĩ, đa tả. Thanh kiếm này đã đồng hành cùng hắn 8 năm, lại bởi vì thực lực của mình không đủ mà làm nó đứt gãy. Đây vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng không cách nào qua được của từ trình ngọc. Đã có kiếm mới, Hai tháng tiếp theo Từ huynh có thể tập trung luyện kiếm. Diệp Tố nói, còn chúng ta lát nữa sẽ về Thiên Cơ môn một chuyến. Từ Trình Ngọc biết kế hoạch của bọn họ, bất quá Diệp Tố vừa mới luyện khí xong liền muốn đi ngay khiến hắn có chút bất ngờ, mọi người định trở về như thế nào? Truyền Tống trận. Diệp Tố cười nói, lúc trước ta có thấy ở ngoại thành Côn Luân có Truyền Tống trận đi đến dưới chân núi Thiên Cơ môn. Trước kia không có tiền để đi truyền tống trận dưới chân núi Thiên Cơ Môn, hiện giờ đã có linh thạch, có thể đi trở về cũng tốt. Từ Trình Ngọc nói, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió, sau đó các sư đệ sư muội Thiên Cơ Môn có thể tới ngô kiếm phái tu luyện một năm. Nhất định, Diệp Tố gật đầu. Màn đêm buông xuống, đoàn người Thiên Cơ Môn thu thập xong hành lý thì liền ngồi truyền tống trận ở ngoài thành Côn Luân trở về. Khoảng cách có chút xa, khi bọn họ đáp đến truyền tống trận dưới chân núi Thiên Cơ Môn thì trời cũng đã hửng sáng. Rốt cuộc đã trở lại, ôi, khí vị quen thuộc này. Minh Liêu Sa vươn hai tay ra, ngửa đầu nói, "Không, có, một chút linh khí nào?" Hành động dị thường của hắn khiến cho mọi người đi gần đó không khỏi nhìn chằm chằm sang. Cách đó không xa vừa lúc có đệ tử Vô Âm Tông đi ngang qua nghe thấy khu vực gần truyền tống trận ồn ào nhốn nháo thì còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, lập tức chạy tới, lúc này mới phát hiện là người thiên cơ môn. Thì ra là các ngươi. Tần hâm nhìn thấy đoàn người diệp tố, ánh mắt đầy phức tạp, mới ngắn mùi mấy năm mà chết lệch giữa bọn họ đã lớn đến như thế. Diệp tố quay đầu nhìn thấy người dẫn đầu các đệ tử vô âm tông ở đối diện, tần hâm huynh. Đã lâu không gặp, lần trước ta thấy tên huynh trong danh sách dự thi của Bắc Phương. Ta thua ngay từ vòng rút thăm đầu tiên, ngay cả cửa thứ nhất cũng chưa vào. Tân Hâm trả lời không được tự nhiên, hắn nhìn về nhóm người vừa quen thuộc vừa xa lạ, chúc mừng các ngươi. Huynh đã là nguyên anh sơ kỳ, nếu chiếu theo lúc trước thì ít nhiều cũng tính là một thiên tài. Hạ nhĩ lanh mồm lanh miệng nói, đừng quá khổ sở, đôi khi chỉ là do vận khí không may mà thôi. Ta biết, sau khi thất bại ở vòng rút thăm Tân Hâm đã đi rèn luyện khắp nơi mấy tháng, cũng coi như gặp được cơ duyên mới trở về, cảnh giới tuy tăng lên nhanh nhưng vẫn kém xa những người trước mắt này. Hiện giờ mọi người được trở về chốn cũ, cảm giác đầu tiên chính là thay đổi quá nhiều, đầu tiên là sự biến hóa trong ánh mắt của đệ tử Vô Âm Tông, không còn ẩn chứa sự kỳ thị và xem thường mà ngược lại thầm lộ ra sự hâm mộ cực kỳ cùng sùng bái tiếp theo chính là không khí trong thiên cơ môn. Tuy linh khí vẫn khô cạn như cũ nhưng tinh thần của các sư đệ sư muội phấn chấn hơn rất nhiều. Một đệ tử đang quét tước đại môn của thiên cơ môn, nhìn thấy mấy người diệp tố thì tức khắc chừng lớn đôi mắt, lập tức ném cây trổi trong tay xuống đất, quay đầu dùng linh lực hô to vào bên trong. Đại sư tỷ, nhị sư huynh, tam sư tỷ, tứ sư huynh, ngũ sư huynh còn có tiểu sư huynh đã trở lại rồi toàn bộ thiên cơ môn giống như là sống dậy, các sư đệ sư muội không biết làm ra các đồ vật từ khi nào mà ngay lập tức liền khua chiêng gõ trống ùa xuống, thậm chí còn có cả một đoàn múa lân. Mọi người, Diệp Tố kéo đệ tử quét cửa lại, chỉ vào lữ cửu nói, vị này là lữ sư tỷ, về sau nàng ấy sẽ là khai phong kiếm tổ của thiên cơ môn chúng ta. Lữ cửu nghe được nửa sau câu nói thì có chút ngượng ngùng, nàng thậm chí cảm thấy Diệp Tố lúc này như bị hạ nhĩ bám vào người rồi vậy. Đệ tử quét cửa nhìn nhìn Lữ Cửu, đầu tiên là hô một tiếng, chào Lữ Sư Tỷ. Tiếp theo lại xoay người hô, còn có một vị Lữ Sư Tỷ mới tới. Trong nháy mắt có thể thấy được đội ngũ các sư đệ sư muội khua chiêng gõ trống có chút rối loạn, còn thỉnh thoảng truyền đến các âm thanh như ta còn có cái này, nhưng rất nhanh liền khôi phục trật tự, Diệp Tố bật cười thành tiếng, nàng cùng mọi người đứng trước đại môn, chờ xem các sư đệ sư muội sẽ làm cái gì. Kết quả liền nhìn thấy từ trên quảng trường thiên cơ môn bay lên các loại pháp khi, tạo thành một câu, hoanh nghênh đại sư tỷ, nhị sư huynh, tam sư tỷ, tứ, ngũ sư huynh, tiểu sư huynh, lữ sư tỷ trở về. Rõ ràng có thể thấy được mấy chữ lữ sư tỷ ở phía sau là mới được thêm vào. Tác giả có lời muốn nói hạ nhĩ, ta không bám vào người, nồi này ta không đổi. chương 132 Song sinh Đoàn người vừa trở về được các sư đệ sư muội khua chiêng gõ chống đón vào thiên cơ môn. Tất cả những thứ bay trên trời chính là các pháp khí mà các sư đệ sư muội đã luyện chế trong thời gian qua. Diệp Tố ngửa đầu nhìn các pháp khí nói, có tiến bộ các sư đệ sư muội được tiếp xúc với tài liệu luyện khí chân chính chưa tới 3 năm mà hiện giờ xem ra cũng coi như là những luyện khí sư thành thục. Sau này khi cảnh giới mỗi lúc một cao hơn thì nhất định sẽ có thể luyện chế ra pháp khí càng tốt hơn nữa. Đại sư tỷ, tụi đệ đều trúc cơ rồi. Trong đám các đệ tử ồn ào nhốn nháo, cuối cùng một tiểu sư muội bị đẩy ra. Lý sư muội là người có cảnh giới cao nhất trong số bọn đệ, đã trúc cơ hậu kỳ rồi. Tuổi này đạt trúc cơ hậu kỳ, nếu ở các đại tông môn thì cũng chỉ là chuyện bình thường, nhưng các đệ tử Thiên Cơ môn lại cực kỳ vui mừng, bao gồm đoàn người Diệp Tố vừa trở về. Thiên Cơ môn mấy năm nay mới có linh thạch tu luyện, ở hoàn cảnh linh khí khô kiệt như vậy mà có thể luyện tới được trúc cơ hậu kỳ đã thập phần không tệ. Diệp Tố nhìn các sư đệ sư muội đứng vây xung quanh, nghiêm túc nói, về sau mọi người sẽ có thể tu luyện nhanh hơn. Tỷ đảm bảo tương lai sẽ có càng nhiều linh thạch hơn nữa. Không một ai nghi ngờ lời nàng nói, tất cả mọi người đều có mong chờ cực lớn với tương lai, những đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Đại sư tỷ, chúng đệ cũng sẽ nỗ lực luyện khí, tương lai cũng sẽ kiếm được linh thạch. Tỷ chờ. Diệp Tố cười xong thì chỉ lên những pháp khí giữa không trung, lát nữa để mấy sư tỷ sư huynh của của các đệ kiểm tra xem thử còn chỗ nào cần sửa lại không các sư đệ sư muội tức khắc thu lại các pháp khí, hai tay đặt sau lưng, nghiêm túc hô vâng. Bọn họ vừa mới đi được nửa đường lên cửu huyền phong, chủ yếu là dẫn theo lữ cửu làm quen hoàn cảnh chung quanh, thì gặp được Trương Phong Phong đang đi từ trên núi xuống. Từ xa đã nghe bọn nhóc ầm ĩ, ta nghĩ khẳng định là các con đã trở lại. Trương Phong Phong nhìn các đồ đệ đã trở về an toàn, phấn khởi không thôi, cả giày cũng chưa mang chỉnh tề. Tây Ngọc lấy gương che lại hai mắt của mình, lại khẽ nghiêng đầu trộm nhìn, cứ vài lần như thế cho đến khi xác nhận thanh niên Tuấn Tú trước mặt chính là sư phụ thì tức khắc méo máu. Sư phụ, Trương Phong Phong hoảng hốt, sao vậy, tiểu Tây Ngọc, con làm sao vậy? Có phải bị ai khi dễ rồi không? Người có thể biến trở về như lúc trước được không? Tây Ngọc chùi chùi nước mắt, không tồn tại. Con nhìn cứ thấy kỳ kỳ, không quen lão nhân 200 tuổi đột nhiên biến thành thanh niên mỹ mạo. Sự bất ngờ khi nhìn thấy qua truyền tin Ngọc Điệp không bằng một góc cú sốc tâm lý khi chính mắt nhìn thấy như hiện tại. Trước kia sư phụ quần áo không chỉnh tề, lê dày xuất hiện trước mặt mọi người thì nhìn thấy chính là bộ dáng của một lão nhân suy sút Hiện giờ cùng một hành sáu đó nhưng thứ mọi người nhìn thấy lại là một thanh niên đồi Mỹ đầy câu dẫn. Trương Phong Phong, dâu đều cạo hết rồi, không biến về được nữa. Ông nói xong cũng không để ý tới Tây Ngọc nữa, đi tới vài bước, nhiệt tình nhìn Lữ Cửu, "Hoan nghênh gia nhập Thiên Cơ môn chúng ta, trở thành một phần của Thiên Cơ môn." Lữ Cửu thụ sủng nhược kinh, vội vàng cúi người vấn an. Sao thụ sủng nhược kinh, được quan tâm mà bất ngờ, được quan tâm mà sợ hãi. Sau đó Trương Phong Phong lại quay đầu nhìn Dịch Huyền, cao hơn rồi. Sư phụ thì trẻ hơn trước rất nhiều đã hơn 3 năm dịch huyền không trở về tông môn, hiện tại một lần nữa lại đứng trên cửu huyền phong, cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ, tuy nhiên riêng tâm tình đã khác trước rất nhiều. Trương Phong Phong vui cười ha hả chào hỏi từng người xong rồi mới xoay người đi cùng đoàn người lên núi. Dù phục thời rất ghét đi những bậc thang dài như thế này, nhưng bọn họ phải để lữ cửu quen thuộc địa hình, hoàn cảnh nên hắn cũng chỉ có thể chậm chạp đi ở cuối cùng, biến nhác bước từng bậc thang đến đây diệp tố nghiêng người để những người khác đi lên trước nàng đứng lại vươn tay ra với hắn du phục thời ngửa đầu nhìn diệp tố một lát mới đưa tay qua dương tử lê anh mộc lúc trước ta đã tìm người cắt ra đợi lát nữa sẽ chia cho các con trương phong phong nói với mấy đồ đệ lần này trở về thì bao giờ lại đi mấy người đại sư tỷ còn phải đi luân chuyển tháp ba đứa tụi con không cần đi hạ nhĩ hưng phấn nói sư phụ, nghe nói trong luân chuyển tháp có rất nhiều thứ tốt. Mà người vào đó còn có thể tùy ý cầm ra một món đồ bất kỳ. Luân chuyển tháp, Trương Phong Phong nghe vậy cũng có chút kích động, người có thể đến nơi đó về sau đều không phải là người tầm thường. Sau khi đoàn người lên đến cửu huyền phong, Trương Phong Phong liền phân tử Lê Anh Mộc cho bốn người diệp tố, thứ này chân quý, ông phải mất thời gian rất lâu mới liên hệ được bằng hữu cũ tách nó ra trên cửu huyền phong chỉ có năm gian phòng lữ cửu trụ cùng phòng với tây ngọc mai mốt chúng ta sẽ dọn dẹp mấy phong đầu đang để không cỏ mọc um tùm tới lúc đó cô có thể chọn một phong để vào ở tây ngọc nói với lữ cửu lữ cửu đứng ở trong viện nhìn xung quanh hạ giọng hỏi có phải vẫn còn thiếu một gian phòng đúng không bọn họ bảy người mà nơi này chỉ có năm gian phòng vừa rồi dịch huyền Minh Lưu Sa và Hạ Nhĩ từng người đều đã về phòng của mình. Gian đầu tiên vốn dĩ là phòng của Đại sư Tỷ, bất quá lúc sau Tiểu sư Đệ nói muốn ở đó nên nó đã thành phòng của Tiểu sư Đệ. Tây Ngọc giải thích. Lữ cửu trừng mắt gật gù, nàng nhìn Diệp Tố cũng cùng bước vào phòng liền hỏi, cho nên là Diệp Tố ở cùng với Du Công Tử sao? Không phải. Tây Ngọc soi gương, chỉnh lại vị trí của châm cài trên tóc, Đại sư Tỷ ngủ trong sơn động lữ cửu trước kia đại sư tỷ cũng toàn tu luyện trong sơn động không vấn đề gì tây ngọc chỉ vào gian phòng đầu tiên trong phòng đó cũng không có bày biện đồ vật gì chỉ nhiều hơn một cái giường mà thôi rất nhanh sau đó hai người trong sân liền thấy diệp tố bước ra khỏi phòng phía sau còn có du phục thời lẽo đẽo đi theo đại sư tỷ hai người đi đâu vậy tây ngọc hỏi ra sau núi đi dạo diệp tố nói nàng muốn dẫn du phục thời ra phía sau núi, đặc biệt là những nơi mà trước kia Ninh Thiển Giao từng ở qua, nhìn thử xem tiểu sư đệ có nhớ ra gì không, hoặc là xem thử những nơi đó có dấu vết gì của hắn hay không. Khu vực sau núi không nhỏ, Diệp Tố thường chỉ đi những nơi cố định, rất ít khi dạo xem xung quanh, đặc biệt là năm mà nam nữ chủ ở đây. Ta không rõ đệ là vị đại năng nào của thiên cơ môn vì chưa từng nghe qua có ai là yêu, diệp tố đạp lên con đường sỏi đá dọc theo bờ suối xoay người vươn tay dắt lấy du phục thời để có cảm thấy nơi này có chút nào quen thuộc không du phục thời nhìn xung quanh chỉ toàn cỏ dại um tùm hoặc đá vụn lăn lóc thì nhíu nhíu mày lắc đầu không ấn tượng chúng ta đến những chỗ khác thử xem diệp tố dẫn hắn đi về hướng nam nơi nữ chủ đã từng ở tuy rằng khắp nơi cỏ dại mọc thành cụm nhưng cũng không tính là khó tìm có một vài chỗ cỏ dại lớn lên cực kỳ cao, rõ ràng có thể nhìn ra đã từng có người ở tại chỗ này phóng xuất ra linh lực. Khắp huyết kiếm bay qua bay lại, chỉ vài đường kiếm liền dọn sạch cỏ xung quanh, sau đó nó liền vây quanh bên người Du Phục thời đầy vẻ lấy lòng. Hai người tiến vào sân động, nơi này so với sân động Diệp Tố ở trước kia thì lớn hơn không ít, bố trí cũng không tệ, giá cắm nến được đặt khắp nơi, linh hỏa trong tay Diệp Tố đào ra một cái tất cả nến liền được thắp sáng, hang động tối tăm tức khắc sáng bừng, có thể nhìn thấy trên vách đá có không ít vết kiếm, hẳn là do lục trầm hàn lưu lại. Tầm mắt Diệp Tố dừng trên khắp huyết kiếm, nếu khắp huyết kiếm là kiếm từ trước thần vẫn kỳ, vậy du phục thời cũng vô cùng có khả năng là người thiên cơ môn ở thời kỳ đó. Các đại năng lợi hại của thiên cơ môn ở sau thần vẫn kỳ nàng đều biết, chỉ có vào trước thần vẫn kỳ, nghe nói tư liệu của toàn bộ tu chân giới đều không quá hoàn chỉnh. Khắp huyết kiếm ở trong kiếm chủng của ngô kiếm phái, mà tiểu sư muội chưa từng đi qua ngô kiếm phái lại có được nặc linh châu, chứng ở vẫn còn đồ vật của du phục thời ở những chỗ khác. Chỉ là Diệp Tố lúc trước cũng đã nhớ lại trong nguyên tác, trong thời gian diễn ra tông môn đại bỉ nữ chủ không hề tiến vào bí cảnh nào, cùng với những đồ vật của nàng ta, Lúc này nàng mới nhận ra Ninh Thiển Giao luôn đột nhiên lấy ra thiên tài địa bảo mà chưa bao giờ được nhắc quá trước đó. Mỗi loại đều chân quý đến độ khiến các đại tông môn trợn mắt há mồm. Loại cảm giác này cực kỳ giống, dù phục thời đột nhiên lấy ra một món gì đó từ trong giới của hắn, khiến cho Diệp Tố bất ngờ không thôi. Cho nên vào đêm ở Côn Luân khi nàng nói với Tây Ngọc không thích Ninh Thiển Giao là vì nàng nghi ngờ Ninh Thiển Giao có phương pháp nào đó có thể đi vào giới của du phục thời. Dẫn tiểu sư đệ đến sau núi Thiên Cơ Môn là nàng muốn nhìn thử xem hắn có thể nhớ lại chuyện gì không? Du phục thời dạo một vòng trong sơn động thì liền muốn đi ra ngoài, hắn vẫn không nhớ nổi ra bất kỳ cái gì. Diệp Tố dẫn theo hắn đến những chỗ khác xem xét thử nhưng kết quả vẫn như vậy, Tiểu sư đệ không nhớ ra cái gì, ngược lại hắn lại nhìn chúng sơn động mà nàng ở. Tối nay ta sẽ ở đây. Du phục thời ngồi xuống nơi thường ngày Diệp Tố vẫn hay ngồi, biến nhác nằm dài trên mặt bàn đơn sơ. Được, Diệp Tố dọn dẹp lại chiếc giường nhỏ trong động, "Đệ ngủ ở đây đi, tỷ còn bận chút việc." Nàng lấy ra hai mảnh giấy xé ra từ quyển phù thư lần trước, chuẩn bị tối nay sẽ tiến vào hắc ám giới ngọc giản mà liên liên cho đã giúp kiến thức cơ bản về phù chú của nàng càng vững chắc hơn. Dù phục thời không lập tức đi nghỉ ngơi mà hắn vẫn nằm dài trên bàn chống tay nhìn Diệp Tố, nàng đã bắt đầu đà tọa, tiến vào trong hắc ám giới. Trong động an tĩnh dị thường, chỉ còn lại tiếng nước của con thác ngoài cửa động và thanh âm hô hấp nhẹ nhẹ của hai người. Dù phục thời nằm một hồi thì có chút nhàm chán, hai chân dưới quần áo bỗng nhiên biến thành đôi dài, không tự giác mà lắc lắc, cuối cùng còn ghét bỏ mặt đất dơ nên đáp đuôi lên đùi Diệp Tố. Hắn thích ý híp híp mắt, làm người mệt mỏi quá, mỗi ngày còn phải dùng chân đi đường. Nhưng mà hình như phàm nhân này hình như là không biết mệt là gì, mỗi ngày không thấy nàng làm cái này thì chính là đang làm cái kia. Dù phục thời ngồi dậy, kề sát mặt mình vào mặt Diệp Tố, hai người cách nhau cực gần, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hô hấp của chính mình hai mắt, cái mũi, cái miệng, không khác gì người bình thường. Dù phục thời nhìn từ trên xuống dưới một lần nữa thật kỹ càng, vẫn không nhìn ra Diệp Tố cùng những người khác có gì khác nhau, nhiều nhất là đẹp hơn một chút mà thôi. Hắn tự tiêu khiển một mình, chơi mệt rồi cũng không lên chiếc giường nhỏ mà Diệp Tố đã dọn gọn trước đó mà ngược lại biến ra bản thể. Phàm nhân này biết bản thể của hắn, còn từng cầm vỏ rắn lột, thêm nữa hiện tại còn đang đạt tọa nên hiện ra bản thể cũng không có vấn đề gì. Trong nháy mắt một tiểu hắc xà cực xinh đẹp xuất hiện trên mặt bàn bên cạnh vụ sát hoa. Tiểu hắc xà cuộn quanh vụ sát hoa một vòng, cực kỳ giống hai xà song sinh. Điểm khác biệt duy nhất chính là trên đỉnh đầu của tiểu hắc xà có một vết bạch ngân, trên vụ sát hoa không có. Ngày thường du phục thời rất thích vụ sát hoa, biến thành tiểu hắc xà cũng quấn lấy nó chơi hồi lâu mới buông ra sau đó hắn bò lên cổ tay Diệp Tố, quấn lại một vòng, nằm tư thế đó mà ngủ mất. Trong hắc ám giới vẫn như cũ một mảnh đen nhánh, một lúc lâu sau ở đối diện mới lại xuất hiện một bức tường ánh sáng, chi chít trên đó đều là phù chú mới. Diệp Tố đến gần nhìn sơ qua một lần, nàng không khỏi cảm thấy tò mò về người đã thiết kế ra hắc ám giới này, nơi này tựa hồ có thể cảm ứng được cảnh giới của nàng. Tất cả phù chú trên tường hiện tại đều yêu cầu người họa phải là cảnh giới hóa thần kỳ trở lên. Số phù chú này đối với Diệp Tố mà nói có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được, nàng gần như không dừng lại một khắc nào, điên cuồng học tập các phù chú trên bức tường ánh sáng, mỗi một phù chú đều phải vẽ được thành thục mới thôi. Trong lúc này, Diệp Tố vô ý cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay phải của mình, không biết vì sao, nàng cảm thấy cổ tay phải dường như nặng hơn cổ tay trái một chút bất quá chuyện này cũng chỉ thoáng qua đầu nàng mà thôi ngay sau đó diệp tố lại tiếp tục nhìn về số phù chú trên bức tường trước khi diệp tố ra khỏi hắc ám giới thì du phục thời đã tỉnh lại đã rất lâu hắn chưa dùng bản thể để nghỉ ngơi lúc này tỉnh lại tinh thần khó có lúc được thoải mái như vậy hắn hóa thành hình người chậm rãi mặc lại quần áo hắn cúi đầu lung lung buộc lại dây lưng bên hông sau đó quay đầu lại nhìn diệp tố sao nàng vẫn còn chưa tỉnh dù phục thời lại ngồi đợi thêm một canh giờ nữa, trong lúc này hắn thậm chí đã đếm được Diệp Tố có bao nhiêu sợi lông mi. Diệp Tố rốt cuộc mở to mắt, trong hắc ám giới không ngủ không nghỉ học tập phù chú nên khi thoát ra ngoài có một chốc lát nàng cảm thấy hoảng hốt, nhưng rất nhanh đại sư tỷ liền hoàn hồn lại. Bởi vì du phục thời duỗi tay qua qua trước mắt nàng, Diệp Tố, ta đói bụng. Ta dẫn đệ trở về. Tầm mắt Diệp Tố dừng ở vụ sát hoa trên mặt bàn, có chút kinh ngạc, ngày thường du phục thời mang nó chằn chặt, chưa bao giờ để nó rời khỏi người, đây là mang chán rồi ư. Nàng chỉ chỉ vụ sát hoa, sao lại để ở đây? Du phục thời duỗi cổ tay đến trước mặt Diệp Tố, mắt nhìn lướt qua vụ sát hoa trên bàn, ý tứ rõ như ban ngày. Đại sư tỷ, đời trước thật là thiếu hắn mà. Tuy vậy Diệp Tố vẫn giúp hắn mang vụ sát hoa lên. Nó giống hệt ta trước kia. Dù phục thời cúi đầu nhìn vụ sát hoa vừa được mang lên tay. Diệp Tố sửng sốt, nhớ lại tiểu hắc xà nàng đã nhìn thấy ở ngoài định hải thành. Trên đầu nó có một đạo bạch ngân. Lúc nàng luyện chế vụ sát hoa thì cảm thấy đạo bạch ngân đó có chút không hài hòa nên không cho vào. Chắc là bị thương sau khi độ kiếp thất bại, Diệp Tố suy đoán. Nàng kéo tiểu sư đệ đứng dậy, "Muốn ăn cái gì?" Thiên Cơ Môn không có linh thực, tỷ dẫn đệ ra ngoài ăn. Trước khi đi ra sơn động, nàng nhìn thoáng qua giường nhỏ, lại phát hiện trên giường không có bất luận dấu vết nào đã có người ngủ qua, thế nhưng đai lưng của tiểu sư đệ lại rối tinh rối mù. "Tối hôm qua đệ ngủ ở đâu?" Diệp Tố đột nhiên hỏi Du Phục thời. Tiểu sư đệ nhìn thẳng vào ánh mắt của đại sư tỷ, chậm rãi giơ tay lên, che lại hai lỗ tai, tỏ ý không nghe không biết gì hết. chương 133 Cướp người Dù phục thời vờ như không nghe thấy, muốn bước ra sân động nhưng lại bị Diệp Tố giữ lại. Đai lưng còn chưa mang xong. Diệp Tố kéo người lại, cúi đầu nhìn đai lưng của tiểu sư đệ, được thắt rối tinh rối mù, giống như là tùy tay cuộn lại thành một cục vậy. Ta không biết làm. Du phục thời đúng lý hợp tình nói. Diệp tố ngước mắt nhìn hắn, hôm trước biết làm, hôm nay lại không biết. Du phục thời nghiêng mặt đi, không để ý đến phàm nhân này nữa, bảo vệ hình tượng cao lãnh của mình. Diệp tố tiến đến gần thêm một bước, rỗi tay tháo ra chiếc đai lưng lộn xộn, sau đó một lần nữa giúp hắn thắt lại, không ngủ ở trên giường sao lại còn cởi áo ngoài. Du phục thời thoải mái cúi đầu nhìn Diệp tố giúp hắn thắt đai lưng không biết ngay sau đó Diệp Tố vòng tay phải qua eo của hắn vòng một vòng đai tay áo cũng vì thế trượt xuống lộ ra cánh tay nàng hai người rõ ràng đều nhìn thấy trên cổ tay nàng có vết đỏ nhàn nhạt, nhạt không quá đậm màu nhưng có người trong lòng trột dạ thân thể lập tức cứng đờ bị đại sư tỷ phát hiện Diệp Tố vẫn không nói tiếng nào tiếp tục thắt đai lưng sau khi thắt xong mới lui về phía sau một bước nâng tay phải lên cúi đầu nhìn kỹ vòng màu đỏ nhợt nhạt trên cổ tay, dương mắt nhìn về phía tiểu sư đệ, "Đệ hóa thành bản thể à?" Khó trách vừa rồi vụ sát hoa lại bị đặt trên bàn, khi nàng ở trong hắc ám giới cũng cảm giác cổ tay có điểm khác thường. Dù phục thời không ngờ tới lại bị phát hiện nhanh như vậy, hắn lặng lẽ đánh giá Diệp Tố, không thấy nàng lộ ra cảm xúc chán ghét thì liền nâng cằm, trả lời đầy khí phách, "Đúng vậy." Diệp Tố sau lần vô tình nhìn thấy ở ngoài Định Hải Thành, nàng chưa bao giờ nghĩ tới về sau lại có quan hệ với Tiểu Hắc Già. Chỉ là loại cảm giác này cũng không hề tệ một chút nào. Lần sau khi ở bên ngoài đừng tùy ý lộ ra bản thể. Diệp Tố dặn dò, thực lực của nàng vẫn còn kém, có đôi khi sẽ không có cách nào có thể yểm hộ hắn dưới mí mắt của những trưởng lão, tông chủ ngoài kia. ở đây không có người nào khác dù phục thời đã dùng thần thức thăm dò xung quanh trừ hai người bọn họ thì sau núi này không có người diệp tố dẫn hắn rời đi theo đường cửa động ở sau thác nước nàng cũng không đào sâu vào chuyện này chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối vì chưa thấy được tiểu sư đệ biến về bản thể mặc dù lần gặp nhau ngoài định hải thành nàng vẫn luôn nhớ rõ khi chỉ còn cách một ngày là đến ngày phải khởi hành đến Côn Luân thì ở bên ngoài thiên cơ môn đột nhiên xuất hiện hai con tàu bay tới từ hai hướng khác nhau, một chiếc hình bóng kiếm lẫm liệt, chiếc còn lại thì hoa hòe lộng lẫy. Trận thế của hai con tàu bay không nhỏ, khi đi qua vô âm tông đã khiến không ít đệ tử chạy ra xem, ai nấy đều chấn động há hốc mồm. Là ngô kiếm phái và hợp hoan tông. Tần Hâm đã từng đến Côn Luân tham gia tông môn đại bỉ nên tất nhiên nhận ra được hai con tàu bay này. Sư Huynh, đó chính là hai trong số hai phái năm tông sao? Sao bọn họ lại đến đây? Đến tìm chúng ta sao? Tần Hâm siết chặt pháp khí của mình, tất cả đều trở về tu luyện đi, họ không phải tới vô âm tông chúng ta. Phần lớn đệ tử của vô âm tông đều chưa bao giờ thấy qua tàu bay khổng lồ như thế, làm sao đành lòng quay về, vừa chậm chạp bước đi vừa lưu luyến quay đầu nhìn hai con tàu bay mãi không thôi. Cuối cùng lại phát hiện hai tàu bay ấy đều bay về hướng thiên cơ môn. Sao lại đi thiên cơ môn? Không phải nói thiên cơ môn đã thắng tông môn đại bỉ sao? Hẳn là đã đeo bám được đại tông không chừng. Đi tu luyện đi, tần hâm trầm giọng nói, những chuyện đó không liên quan gì đến chúng ta, nếu Vô Âm Tông có quan hệ tốt với Thiên Cơ Môn thì còn có thể đi tìm hiểu thế nào, nhưng nhiều năm qua đệ tử Vô Âm Tông vẫn luôn trong tối ngoài sáng ngáng chân đệ tử Thiên Cơ Môn, bọn họ có quan hệ gì với hai đại tông kia thì cũng chẳng có liên quan gì Vô Âm Tông bọn họ. Ở một đầu khác, đệ tử quét dọn đại môn của Thiên Cơ Môn ngửa đầu nhìn thấy hai con tàu bay lù lù bay tới thì tức khắc kinh sợ, hô to, địch tập kích. Các đệ tử Thiên Cơ Môn nhanh chóng chạy ra xôn xao cả quảng trường, trong tay không ít người còn cầm đủ các loại tài liệu, tất cả đều nhìn lên trên không đầy cảnh giác. Các sư đệ sư muội, chúng ta là hữu tông tương đương mai cửu nhân đứng ở mũi tàu bay hô to xuống bên dưới, hai mắt tỏa sáng, nơi này chính là thiên cơ môn sao. Trong mắt chúng đệ tử càng thêm cảnh giác, vài đệ tử trước đó đã tức tốc báo tin cho trưởng môn cùng các sư huynh sư tỷ. Sao mọi người lại đến đây? mấy người diệp tố ngự kiếm phi xuống từ cửu huyền phong, nhìn thấy người hợp hoan tông thì rất kinh ngạc. Ta phụng lệnh sư phụ, đến thỉnh các đạo hữu thiên cơ môn đi hợp hoan tông chơi một thời gian. Mai cửu nhân trà hai tay, sư phụ nói, muốn tận diệt, nhầm, nhầm, tận tình chiêu đãi các đạo hữu tài liệu luyện chế pháp khí cũng đã chuẩn bị đầy đủ để mọi người an tâm tu luyện. Đệ tử thiên cơ môn đã hẹn trước là đến ngô kiếm phái chúng ta rồi. Từ Trình Ngọc cũng từ tàu bay bước ra nói, "Linh khí của Hợp Hoan Tông cũng không thua kém Ngô Kiếm phái, sư phụ chúng ta còn là người quen cũ của trường môn Thiên Cơ môn, thậm chí thiếu chút nữa thôi đã thành sư đồ." Nhan Hảo bước đến nói, "Từ huynh, bằng không như vậy đi, các huynh một nửa, chúng ta một nửa." Mấy người Thiên Cơ môn. Mai Cửu Nhân cuối cùng tung ra đòn tất sát, "Sư phụ ta có thư gửi cho trường môn Thiên Cơ môn, Diệp Tố còn chưa kịp duỗi tay ra tiếp thì Trương Phong Phong đã xuống đến nơi. Ông còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy hai con tàu bay đỗ trước đại môn thiên cơ môn thì không khỏi trợn tròn mắt. Các người đang làm cái gì? Trương Phong Phong vội vàng đi tới. Chúng đệ tử lập tức nhường ra một con đường. Hợp hoan tông muốn mời trưởng môn qua tông môn chúng ta ở một thời gian. Mai cửu nhân đưa qua một phong thư. Đây là thư mà sư phụ chúng ta viết cho ngài trương phong phong nhận lấy thư vừa mới mở ra thì trái phải và phía sau lập tức liền tòi ra bốn cái đầu ông nhanh chóng ụp thư vào ngực chỉ vào đại đồ đệ mà giáo huấn con nhìn cái gì mà gì tránh ra chỗ khác diệp tố lặng lẽ trở về chỗ cũ con cũng không được xem còn có con con nữa trương phong phong lần lượt đẩy đồ nhị đồ đệ tam đồ đệ và tứ đồ đệ ra nhìn mà học dịch huyền và du phục thời kia trưởng môn nhanh chóng đọc lướt qua thư, sắc mặt hết xanh lại đỏ, cuối cùng ngẩng đầu hắng giọng hỏi Mai Cửu Nhân, sư phụ ngươi thật không ở hợp hoan tông ư? Sư phụ phải đến luân chuyển tháp. Mai Cửu Nhân nói, phải đợi mọi người ra khỏi tháp mới có thể trở về. Trường Phong Phong suy nghĩ một hồi, Ngô Nguyệt không ở đó, trong sạch của trưởng môn ông hẳn là có thể giữ được, cuối cùng nói, cũng không phải không thể. Sư phụ, trước đó chúng con đã hẹn với ngô kiếm phái, sẽ qua chỗ bọn họ. Diệp Tố nhận được ánh mắt của Từ Trình Ngọc, quay đầu nói với Trương Phong Phong. Ta dẫn một nửa đệ tử đi hợp hoan tông, mấy đứa minh lưu xa thì dẫn một nửa còn lại đến ngô kiếm phái. Cảnh giới của Trương Phong Phong vẫn mãi không tăng lên, hiện giờ các đồ đệ đứa nào cũng thăng cảnh giới như bay, ông cũng không muốn là gánh nặng kéo chân sau. Chuyện này ta còn phải báo với vu thủ vệ một tiếng. Ba người Minh Liêu Sa bắt đầu lựa chọn các sư đệ sư muội, tận lực chọn ra các đệ tử am hiểu về đao kiếm và các loại tiểu pháp khí. "Sao các huynh lại dùng tàu bay đến đây?" Diệp Tố hỏi từ Trình Ngọc. Tân trưởng lão nói, "Phải cho tông môn của Đồ Đệ ông mặt mũi, phải càng kiêu ngạo càng tốt." Từ Trình Ngọc giải thích, hơn nữa đệ tử Thiên Cơ môn muốn đến Ngô Kiếm phái cũng không gần. Vừa lúc có một nhóm các đệ tử ra ngoài rèn luyện cũng phải trở về Ngô Kiếm phái vậy nên quyết định dùng tàu bay. Đương nhiên hắn đã lượt bỏ không kể tân trưởng lão đã la lối khóc lóc khiêu khích một phen như thế nào. Diệp Tố gật gật đầu, lại hỏi, kiếm dùng thế nào? Nhắc đến chuyện này, trên mặt từ Trình Ngọc Liền hiện lên nụ cười, nó rất tốt. Kiếm được làm riêng cho hắn, lại có thiên đạo trúc nguyện, không còn thanh kiếm nào có thể hợp với hắn hơn nữa. Từ lớn đến nhỏ trong thiên cơ môn đều nghèo, thu dọn hành lý vì thế cũng rất nhanh. Chờ Trương Phong Phong ra khỏi tàng điển các thì các đệ tử cũng đã chia xong thành hai đội. Sư phụ, mọi người cứ đi trước. Diệp Tố nói với Trương Phong Phong, sau đó tụi con cũng phải đến Côn Luân. Trước khi rời đi, Trương Phong Phong nhìn Diệp Tố một cái thật sâu. Đại đồ đệ, lượng sức mà hành sự, sư phụ không hy vọng các con xảy ra chuyện. Diệp Tố gật đầu, con biết rồi thiên cơ môn tức khắc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại bốn người diệp tố cùng với từ trình ngọc và hai người hợp hoan tông. Đi thôi, từ trình ngọc lấy ra truyền tống quyển trục, mở ra nói, bọn họ đều đang chờ ở Côn Luân. chương 134 Em a ảnh Trước Côn Luân Đại Điện, tất cả các đại tông môn đều đã hội tụ. Người có mặt tất nhiên đều là các đệ tử tinh anh nhất của các tông, có thể thấy được luân truyền tháp được coi trọng đến mức nào. Các vị tông chủ thần sắc túc mục, đứng ở cửa đại điện, thấp giọng thảo luận gì đó. Bốn người thiên cơ môn và những người khác cũng không hợp nhau nên dứt khoát trực tiếp đứng ở đằng trước. Ở một bên khác, Ninh Thiển Giao sau khi trở về từ vạn Phật Tông thì đang đứng chung một chỗ với lục trầm hàn, nàng ta mặc một thân bạch y, nhìn thoáng qua còn tưởng là đệ tử Côn Luân. Một lát sau, các vị tông chủ nói chuyện với nhau xong, phong trần đạo nhân tiến lên một bước, vị trí của luân chuyển tháp đặc thù, hiện giờ yêu giới đã phong tỏa, ma giới ngon ngoe dục dịch, trừ vị hãy sát cánh cùng ta canh giữ ở bên ngoài luân chuyển tháp, chấn tà trừ ma. vâng, các đệ tử cùng hô to đáp lời. phong trần đạo nhân gật đầu, ngay sau đó các tông chủ khác cũng tiến lên một bước, cùng lúc phóng thích ra linh lực, phá không xé rách ra một lỗ hồng trước côn luân đại điện, các trưởng lão chấp sự dẫn đầu bước vào. Từ trình ngọc quay đầu nói với Diệp Tố, đến lượt chúng ta rồi. Đệ tử các tông từng đội, từng đội bước vào, bốn người thiên cơ môn cũng theo đó tiến vào. Lỗ hồng bị xé rách không giống lối vào của những bí cảnh thường gặp. Khi đứng trước đại điện Côn Luân sẽ thấy bên trong đó là một biển sương mù màu xanh đầy quỷ dị, khiến lòng người không khỏi sinh ra kính sợ. Sau khi bước vào thông đạo được xé rách, còn chưa hoàn toàn phản ứng lại thì mọi người liền phát hiện trước mắt hiện ra một tháp cao hình bát giác, trên tháp mái có treo lục lạc, đong đưa theo gió, ngọn tháp đứng sừng sững ở đằng xa, như thể trấn áp hết thải tà ma trên thế gian. Lại nhìn sang đường chân trời thì thấy ba danh giới với các sắc điệu rõ ràng, bên trái như hoàng hôn sáng lạn hoa lệ, bên phải đậm một sắc đen, ma khí quay cuồng. Còn phương hướng mà bọn họ đang đi tới lại là một mảnh xanh lam, Luân chuyển tháp tọa lạc ở ngay trung tâm của Tam giới, từ xa nhìn lại thì càng giống như là xà nhà chống đỡ Tam giới. Vừa đến nơi giao hội của Tam giới đã nhìn thấy hình ảnh quỷ dị như thế, trong lòng phần nhiều các đệ tử không khỏi sinh ra hoảng hốt, theo bản năng quay đầu trở lại nhìn. Giờ phút này tất cả tông chủ của hai phái năm tông đều đã tiến vào, thông đạo bị xé mở vừa nãy cũng theo đó biến mất nhóm trưởng lão và chấp sự dừng lại tại chỗ, chờ các tông chủ đi lên trước, sau đó lại dẫn các đệ tử đi theo sau. Không một ai lên tiếng giải thích, các đệ tử chỉ có thể an tĩnh đi theo ở phía sau. Dịch huyền có chút không khỏe nghiêng nghiêng đầu, nốt ruồi đỏ giữa hai mày càng thêm diễm lệ, hắn gắt gao nắm chặt trọng minh đao, muốn áp xuống cảm giác bực bội trong lòng. Cầm lấy, Diệp Tố bỗng nhiên đưa cho hắn một sấp phù, đừng nhìn bên phải là thanh linh phù, có thể giúp định thần an tâm. Những người khác không biết nhưng Diệp Tố biết rõ thể chất của Dịch Huyền đặc thù, huyết mạch nửa ma rất dễ bị ma khí quấy nhiễu. Dịch Huyền dán hai lá thanh linh phù lên người, đồng thời cúi đầu nhìn mặt đất khô vàng, lúc này mới thấy đỡ hơn không ít. Ta không có." Du Phục thời đứng ở bên cạnh Diệp Tố, xòe ra một bàn tay nói với nàng. "Diệp Tố, Nàng quay đầu cẩn thận đánh giá tiểu sư đệ, hai mắt thanh triệt, không nhìn ra hắn chịu phải bất luận ảnh hưởng gì từ ma khí hay yêu khí. Bất quá Diệp Tố vẫn lấy ra một xấp phù chú cho tiểu sư đệ, cho hắn cầm chơi. Lối vào cách luân truyền tháp một khoảng xa, mọi người đi hơn nửa ngày mới đến đích. Nhưng mà trước luân truyền tháp đã có người đang chờ bọn họ. 12 vị thân khoác áo choàng màu xanh lá đứng trước luân chuyển tháp tựa hồ đợi đã lâu. Diện mạo của những người bồng lai này cực kỳ bình thường, chỉ cần rời ánh mắt đi một chút lập tức sẽ không nhớ nổi họ trông như thế nào. Nhưng áo choàng màu xanh lá bên trên có thêu thanh điều chính là đại biểu cho thân phận của bọn họ. Bồng lai thánh sứ Không ngờ một lần lại xuất hiện 12 vị thánh sứ. Vài vị tông chủ nhìn nhìn nhau, cuối cùng phong trần đạo nhân tiến lên, Bồng Lai lần này đến Luân Chuyển Tháp không biết có phải là vì ma giới có dị động gì hay không? Bởi vì trước đó đã có thông tin Bồng Lai sẽ đến Luân Chuyển Tháp nên lần này các đại tông môn đều cố ý lựa ra các đệ tử tốt nhất mang đến đây, ngay cả đệ tử Đan Tông cũng không hề vắng mặt. Chỉ là không ngờ đến Bồng Lai thế nhưng một lần lại phái ra đến 12 thánh sứ, việc này khiến cho các tông chủ không khỏi nghĩ nhiều. Nghe nói lại có huyền âm chi thể hiện thế, Bồng Lai Thánh Sứ cũng không trả lời mà ngược lại hỏi một sự kiện khác. Phong Trần Đạo Nhân nghiêng đầu vẫy tay với Ninh Thiển Giao, bảo nàng ta lại đây, đúng là như vậy, bất quá lần này hai phái năm tông chúng ta che chở, đã khống chế không để đại loạn xảy ra, Thánh Sứ đây là muốn đến mang huyền âm chi thể đi sao? Ninh Thiển Giao nâng đôi mắt lộc nhìn Bồng Lai Thánh Sứ đối diện, nàng ta so với trước kia thì gầy hơn một chút, thần sắc có thêm vài phần cứng cỏi thoạt nhìn qua sắc thật khiến cho người ta yêu thích. Tầm mắt của bồng lai thánh sứ dừng trên mặt ninh thiền giao, chỉ là liếc mắt một cái rồi nói, chúng hô, ta, rời núi đến đây để canh giữ luân chuyển tháp. Đây là ý không có hứng thú đối với huyền âm chi thể. Phong trần đạo nhân tùy ý phất phất tay với ninh thiền giao, ý bảo nàng ta trở về. Ninh thiền giao cắn cắn môi, yên lặng lui về sau, có chút mất mát, nàng ta cho rằng người bồng lai sẽ vì huyền âm chi thể mà nhìn mình với con mắt khác. Bất quá trong lòng nàng ta vẫn như cũ cảm thấy đố kỵ với bồng lai thánh sứ, ngay cả tông chủ côn luân cũng kính trọng bọn họ. Nếu có một ngày, bản thân cũng được vạn người kính ngưỡng thì tốt biết bao. Quá khứ đã chứng minh thứ gì được bồng lai chú ý không phải xảy ra chuyện thì cũng trong trạng thái sắp xảy ra chuyện. Vì thế trong đám người đang đứng chờ, mã tòng thu lặng lẽ thụi thụi diệp tố, hạ giọng xuống cực nhỏ nói, hay là vì các người sắp bước vào nên họ mới đến đây bảo vệ. Ngay cả từ Trình Ngọc cũng quay đầu nhìn lại, trong mắt thế nhưng cũng mang theo ý tán đồng. Mấy người diệp tố đi đến chỗ nào chỗ đó liền sụp, một đường từ mấy bí cảnh đến các vòng thi của tông môn đại bì, không có một cái nào có thể tiếp tục hoàn chỉnh tồn tại. Những người khác có thể không nhìn ra nhưng ba người ngô kiếm phái thì thấy rõ rành rành. Diệp tố, cũng không đến mức vậy mà. Nhan hảo thò qua nói, mấy người bồng lai đó ai nấy cũng đều là cao thủ, trên người bọn họ đều có ảo thuật cực mạnh. Ảo thuật, Lữ Cửu nghe vậy liền nhìn về phía nhan hảo, nàng nhớ rõ ảo thuật lợi hại nhất thì hẳn phải là thuật của hợp hoan tông. Cô thử nhắm mắt lại thì có thể nhớ được gương mặt của bọn họ không? Nhan hảo nhỏ giọng nói, ảo thuật của bồng lai so với hợp hoan tông chúng ta không hề kém một chút nào, hoặc là nói không có một tông môn nào có thể so sánh được với bọn họ. Lữ cửu nhắm mặt lại, phát hiện thật sự không thể nhớ rõ được gương mặt của bọn họ. Diệp tố kinh ngạc, ta còn cho rằng bồng lai chỉ giỏi tính quẻ. Nhan hảo phe phẩy quạt lông hồng phấn của mình, hạ giọng thần thần bí bí nói, bồng lai chính thống đúng là giỏi tính quẻ, nhưng có đôi khi bọn họ sẽ ra tay cứu một ít người, nghe nói những người đó cuối cùng đều gia nhập bồng lai. Mỗi người đều là nhân vật cực kỳ lợi hại. 12 vị thánh sứ Bồng Lai chia ra đứng vòng quanh Luân Chuyển Tháp, giống như la hán canh giữ tháp, chỉ yên lặng đứng đó, không hề làm gì quấy nhiễu đến các tông. 10 đệ tử đứng đầu tông môn Đại Bỉ hãy bước ra. Phong Trần đạo nhân đứng trước cửa Luân Chuyển Tháp, xoay người nói, mỗi người cầm ngọc bài trong tay để kiểm tra thân phận. 10 người theo thứ tự bước ra người đứng đầu nhóm bồng lai thánh sứ nhìn mười người, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Diệp Tố và du phục thời một lát mới thu hồi ánh mắt hỏi, bọn họ chính là đệ nhất và đệ nhị của tông môn đại bì. Phong Trần Đạo Nhân không nghĩ đến bồng lai thánh sứ sẽ hỏi chuyện tông môn đại bì, ông giơ tay chỉ vào ba người bên trái, bọn họ chính là ba người đứng đầu của tông môn đại bì năm nay. Bồng lai thánh sứ bỗng nhiên cúi đầu cởi áo choàng của mình, đưa qua, trong luân chuyển tháp tà khí, ma khí nồng đậm thanh bồng này có thể hộ thân ta đưa cho một người trong các ngươi người sáng mắt đều có thể nhìn ra được ông ấy đang nói với hai người diệp tố và du phục thời vì tầm mắt ông thậm chí không hề dừng trên người lục trầm hàn lục trầm hàn vẫn thẳng sống lưng rũ mắt nắm thất tuyệt kiếm trên mặt cũng không có cảm xúc gì khác còn không mau nhận lấy tông chủ hợp hoan tông ngô nguyệt lên tiếng nhắc nhở khó có được bồng lai tặng đồ Diệp Tố tiến lên nhận lấy áo choàng màu xanh, nàng dương mắt nhìn đối phương, chỉ cảm thấy cảnh giới của Bồng Lai Thánh sứ sâu không thấy đáy. Nàng dùng thanh khiết thuật lên áo choàng xong thì liền khoác nó lên người Du Phục thời. Hai sư đệ, một yêu, một nửa ma, hiện giờ lại đang ở chỗ giao nhau của tam giới, cẩn thận vẫn tốt hơn. Du Phục thời nhận được áo choàng xanh liền cố ý vung vẩy khoe ra với Dịch Huyền bên kia. Dịch huyền dơ trọng minh đao lên che mặt, không muốn nhìn sang bên này, thật ấu chỉ nhàm chán. Đây là lần đầu tiên đệ tử tông môn đại bỉ được bồng lai tặng pháp bảo, lại còn là thanh bồng mà Thánh sứ luôn mặc trên người, khiến ai nhìn thấy cũng đều hâm mộ không thôi. Ninh thiển giao gần như cắn nát môi dưới, nàng ta không hiểu chuyện đang xảy ra trước mắt là như thế nào. Lục trầm hàn đã nói với nàng ta, Bồng Lai chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện 10 người đứng đầu tông môn đại bỉ tiến vào luân chuyển tháp, chỉ có lần này đột nhiên lại xuất hiện. Ninh Thiển Giao vẫn luôn cho rằng bọn họ đến là vì nàng ta, vì nàng ta là huyền âm chi thể. Kết quả Bồng Lai Thánh Sứ chỉ liếc mắt nhìn nàng ta một cái, không nói một lời nào, ngược lại tặng một kiện áo choàng cho Diệp Tố và Du Phục Thời. Bọn họ có gì đặc biệt như huyền âm chi thể của nàng ta sao chứ? không nên miễn cưỡng leo tháp, nếu không hậu quả phải tự gánh lấy." Phong Trần đạo nhân trầm giọng nói, trong luân chuyển tháp có vô số pháp bảo bí cảnh, linh khí đậm đặc, tuy nhiên cùng với đó cũng có áp chế vô pháp chống đỡ, các ngươi cứ đi tìm cơ duyên của bản thân, tìm cơ hội tiến giai. Ngọc bài phải luôn mang ở trên người, khi thời gian kết thúc các ngươi sẽ được tự động đưa về tầng một, lúc đó sẽ có thể ra tới trong 10 người có 3 người có thời gian leo tháp khác với những người còn lại. Bảy vị tông chủ một lần nữa hợp sức mở ra đại môn của luân chuyển tháp, cho 10 người tiến vào. Diệp Tố là đệ nhất, có quyền tiến vào đầu tiên, nàng theo bản năng rỗi tay ra sau, du phục thời liền đặt tay của mình lên tay nàng, hai người nắm tay, một trước một sau bước vào luân chuyển tháp. Khi nàng bước qua ngạch cửa của luân chuyển tháp, thủ lĩnh của nhóm bồng lai thánh sứ đứng ngay bên cạnh, ông rời tầm mắt xuống, dừng trên đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người, sau đó lại ngước mắt nhìn du phục thời, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng cực nhanh che giấu đi. Sau khi 10 người đã tiến vào luân chuyển tháp, đại môn tức khắc đóng lại, mọi người theo bản năng quay đầu lại nhìn thì đã không còn thấy được người của các tông bên ngoài, bọn họ chỉ có thể rời lực chú ý vào tình hình bên trong tháp. Nhìn từ bên ngoài thì luân chuyển tháp cũng bình thường, không tính là quá rộng, nhưng sau khi bọn họ đi vào thì mới phát hiện tầng lầu thứ nhất cực kỳ rộng lớn. Một tầng không gian to như vậy nhưng cái gì cũng không có, chỉ có ở giữa có một thang lầu để đi lên lầu 2, thang lầu cách bọn họ không gần nhưng đã có thể cảm nhận được một cổ sát khí nồng đậm. Trọng minh đao trong tay dịch huyền đã bắt đầu chấn động, tự hồ muốn xuất đao bất cứ lúc nào. Cẩn thận, Chu Vân bỗng nhiên nhắc nhở Lữ Cửu đang đứng ở đằng trước cả người lữ cửu cảnh giác cao độ, liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy có một bóng trắng dâng lên từ mặt đất nhào về phía nàng, nàng theo bản năng vung kiếm lên chém thì lại chỉ chém vào khoảng không. Cùng lúc đó, trên mặt đất chung quanh các bóng trắng không ngừng dâng lên, những bóng trắng này trong mắt đỏ chạch, trên đầu có một cái sừng dài, mặt mài dữ tợn, nước dãi nhỡ nhão. Là ma ảnh, Chu Vân nói. Mọi người bị ma ảnh bao vậy, không có cách nào đến gần được thang lầu. Một tay Diệp Tố không ngừng tung ra phù chú, nàng nhìn về phía Dịch Huyền, thấy hắn không bị ảnh hưởng thì cũng an tâm hơn một chút, sau đó nàng quay đầu nhìn Du Phục Thời thì phát hiện những ma ảnh đó không hề đến gần tiểu sư đệ. Nàng nhìn áo choàng xanh trên người Du Phục Thời, thì ra còn có loại hiệu quả này. Hay đệ đi lên trước đi. Diệp Tố nói với Du Phục Thời thấy pháp bảo hoặc bí kíp nào vừa ý thì cứ lấy. Dù phục thời vẫn đứng yên, đi cùng nhau. Phạm nhân này khẳng định là muốn đi cùng với dịch huyền. Lúc này thất tuyệt kiếm trong tay lục trầm hàn quang mang đại thịnh. Sau khi hắn chém mấy tên ma ảnh thì những ma ảnh này tự hồ như sinh ra sợ hãi, quay sang công kích những người khác. Hắn dọn ra một con đường, xoay người mang theo ninh thiển dao chạy lên lầu 2, nhưng tốc độ hai người bước lên thang lầu cũng không nhanh, cơ hồ là đi từng bước một, ma ảnh khi tiếp xúc với bậc thang của thang lầu thì như bị thiêu đốt, giật bắn người tản ra, vây công những người còn lại. Trọng Minh Đao cũng có năng lực chấn áp tà mà, đối với những ma ảnh này có lực áp chế tự nhiên, tuy vậy nhưng ma ảnh vẫn thường quấn tới, không tránh đi giống trường hợp của lục trầm hàn, dịch huyền cũng không rảnh để lo nhiều như vậy, không ngừng vung đao, hắn đối lưng lại với lữ cửu. Hai người chậm rãi từng bước dịch về phía trước. Thế nhưng có một việc khiến mọi người bất ngờ chính là sau khi Lục Trầm Hàn và Ninh Thiển Giao lên lầu thì số ma ảnh ở lầu 1 đột nhiên tăng trưởng gấp bội, cơ hồ lấp đầy toàn bộ tầng 1. Ma ảnh xuất hiện quá nhanh, quá nhiều, Chu Vân và Liên Liên cũng chỉ có cách liên thủ để nhích về phía trước. Tràng hạt của cốc lương thiên đã đổi một cái mới, hắn tùy ý vung tay liền có thể đánh nát bóng trắng trước mặt, nhưng rất nhanh sau đó các mảnh bóng trắng lại một lần nữa tụ lại đánh về phía hắn. Mai cửu nhân thiết lập ảo thuật, biến bản thân trông như ma ảnh. Có một vài ma ảnh khi đi ngang qua hắn thì rõ ràng có trần chờ. Tuy nhiên Mai cửu nhân ngay lập tức há to miệng như một bồn máu, diễn tả lại bộ dáng của ma ảnh sống động không chê vào đâu được. Đầu óc của những ma ảnh này tất nhiên chẳng tốt được bao nhiêu, sau khi hoài nghi đánh giá vài lần thì rốt cuộc vẫn bay đi mất. Mai cửu nhân dùng tay áo lau lau khóe mắt, Hắn đã bị vấy bẩn rồi, không ngờ lại phải dùng ảo thuật biến thành thứ xấu xí như vậy. Sau khi lau đi nước mắt vốn không tồn tại thì Mai Cửu Nhân liền bước nhanh lên thang lầu, khi bước lên bậc thang đầu tiên hắn liền phát hiện cả người như nặng ngàn cân, khó trách Lục Trầm Hàn và Ninh Thiên Dao lại đi chậm như vậy. Hắn vận chuyển linh lực quanh thân, chống đỡ áp lực, từng bước một bước lên trên. Đi qua mấy bậc thang, Mai Cửu Nhân vừa quay đầu liền phát hiện có điều không đúng. Ma ảnh ở tầng 1 lại có sự biến đổi. Lần này không phải số lượng nhiều thêm mà là bắt đầu xuất hiện ma vật cao dai khó đối phó. Mọi người cùng nhau đi lên đi. Mai cửu nhân ngừng ở giữa thang lầu, xoay người nói với mấy người diệp tố. Cứ mỗi một người đi lên thang lầu là ma ảnh sẽ phát sinh biến hóa một lần. Diệp tố nhíu mày, nàng cũng phát hiện ra vấn đề này. Nàng kéo du phục thời bắt đầu đến gần bốn người Chu Vân, Liên Liên, Dịch Huyền và Lữ Cửu chuẩn bị cùng nhau đi lên. Cốc lương thiên vẫn đơn độc một mình, không tập trung lại với bọn họ, hắn thu lại chàng hạt, sau đó lấy ra từ túi cản khôn một cái mõ. Mõ vừa lấy ra tới thì Phật ý vô biên liền tỏa ra, trên mỏ có khắc chi chít kinh văn, mỗi một lần gõ thì ma ảnh đang nhào về phía hắn liền dừng lại một lát. Pháp bảo đỉnh cấp. Cốc lương thiên đẩy nhanh tốc độ gõ mõ, vừa gõ vừa dịch nhanh đến gần thang lầu, hắn cũng chẳng để ý ma ảnh ở lầu một biến hóa sẽ có ảnh hưởng gì đến những người khác. Mai cửu nhân vẫn đứng yên trên thang lầu không nhúc nhích. Ngươi đi lên trước đi. Diệp tố tung ra một lá phù, đánh tan ma ảnh đang đến gần, ngẩng đầu nói với Mai cửu nhân. Mai cửu nhân nhìn nhìn phía trên, lai nhìn cốc lương thiên đã sắp lên đây, cuối cùng quay đầu cắn răng tiếp tục đi lên. Của ta, Du phục thời đang đứng bên người Diệp Tố, bỗng nhiên nói một câu. Diệp Tố nhíu mày, nhìn theo tầm mắt của tiểu sư đệ thì phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm mõ trong tay cốc lương thiên. Ngoặc kép. Trong đầu Diệp Tố lóe lên cái gì, nàng gọi cốc lương thiên lại. Mõ trong tay ngươi là của vạn Phật Tông hay là mới được người khác đưa cho gần đây? Trong nguyên tác chưa từng viết qua cốc lương thiên dùng qua mõ này, thêm nữa nàng nhớ rõ trước đó không lâu Ninh Thiển Giao còn ở vạn Phật Tông một thời gian. Lúc này cốc lương thiên bước lên bậc thang đầu tiên, ma ảnh ở tầng một trong nháy mắt lại biến hóa, những bóng trắng bắt đầu dung hợp lại thành một thể ma càng khủng bố hơn. Hắn quay đầu lại, nhìn Diệp Tố thật sâu nói, liên quan gì đến ngươi? chương 135 Cổ ngữ, Cuộc cạnh tranh giành ba vị trí đầu đã khiến tâm cảnh của cốc lương thiên sinh ra khúc mắc sau khi tiến giai. Bên ngoài nhìn vào không thấy có việc gì nên hắn vẫn luôn gạt tông chủ. Nhưng sau khi trở lại vạn Phật tông, ngày ngày tu luyện điên cuồng khiến hắn thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Đúng lúc này lại đụng phải ninh thiển giao. Cốc lương thiên đối với ninh thiển giao không có bất luận cảm xúc gì. Hắn có thể lên làm Phật tử thì ngoài việc có khả năng tu luyện đạo pháp thì thêm vào đó là tình cảm của hắn rất đạm mạc, chỉ có nhân tài xuất chúng mới có thể khiến hắn chú ý. Lần này tông chủ muốn mang Hồ Vương về Vạn Phật Tông là vì sau lưng Hồ Vương chính là đại biểu cho yêu giới. Tuy rằng thông đạo của yêu giới đã bị đóng lại nhưng nhất định một ngày nào đó sẽ lại mở ra, giữ mối quan hệ giao hảo với một yêu vương, nếu ngày đó hắn có thể lên làm yêu chủ thì chỗ tốt nhất định sẽ không thiếu. Đối với việc trong vạn Phật Tông nhiều thêm hai kẻ xa lạ cốc lương thiên cũng không để ý chút nào. Thế nhưng Ninh Thiền Giao lại chạy đến nơi hắn tu luyện, còn nhìn thấy hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập hoa. Chuyện này không khỏi khiến lòng hắn sinh ra chán ghét. Xin lỗi, nhạc Tông chủ bảo ta đến tìm huynh. Ninh Thiền Giao đứng trước mặt hắn, không những không rời đi mà ngược lại còn tiến đến gần nhìn chằm chằm tia máu bên môi hắn, là vì chuyện xảy ra ở Tông Môn Đại Bỉ sao? Cốc lương thiên đứng dậy, lau đi vết máu bên miệng, nắm lấy pháp trượng bên người chuẩn bị đi tìm tông chủ. Khoan đã, Ninh Thiển Giao gọi hắn lại, sinh ra tâm ma đối với tu luyện sẽ có trở ngại, huynh. Liên quan gì đến ngươi? Trên mặt cốc lương thiên thường ngày lúc nào cũng treo một nụ cười trách trời thương dân, nhưng thật ra đáy lòng của hắn lại lạnh nhạt đến cực điểm. Đạo Pháp của Vạn Phật Tông vẫn nói lấy độ người làm gốc, nhưng hiện giờ tâm hắn đã sinh ra khúc mắc, khó tránh khỏi nhiều thêm vài phần không kiên nhẫn. Ninh Thiển Giao cũng không tức giận khi nghe hắn nói như vậy, nàng ta lấy ra một cái mõ từ túi cản khôn, đây là pháp bảo ta có được nhờ cơ duyên, chỉ cần gõ nó thì sẽ có thể thanh tâm trừ tà, nó đối với ta cũng không có ít gì, cho huynh. Cốc Lương Thiên nhìn chiếc mõ không hề bình thường trong tay Ninh Thiển Giao, sau đó lại dương mắt nhìn nàng ta, mục đích Hắn nói trắng ra như vậy khiến Ninh Thiển Giao sừng sốt, nhìn vào đôi mắt cười như không cười của cốc lương thiên khiến nàng ta không thể nào thốt lên nổi những lời sáo rỗng như kết giao bằng hữu mà thôi. Cuối cùng nàng ta cắn cắn môi nói, sau khi vào luân chuyển tháp, người giúp ta một lần. Lục trầm hàn sẽ không giúp ngươi sao? Cốc lương thiên nhớ rõ quan hệ của hai người bọn họ không phải thân thiết bình thường. Ta không muốn chậm trễ lục ca ca. Ninh Thiển Giao cong mắt cười nói, huynh ấy vào luân chuyển tháp còn phải làm chuyện huynh ấy cần phải làm. Cốc Lương Thiên cũng không hứng thú tìm hiểu việc nam nữ này, hắn duỗi tay cầm mõ lên xem xét. Mõ này vừa nhìn liền biết không phải phàm vật, trên mõ có khắc kinh văn, mỗi một bút đều mang theo nét thanh nhuận, Phật ý lan tỏa. Xúc cảm cầm vào mõ lạnh lẽo, hắn thậm chí chưa cần gõ thì đã cảm giác được tâm đã tĩnh xuống rất nhiều. Cốc lương thiên lấy ra chùy nhẹ nhàng gõ xuống một gõ, linh khí quanh thân lập tức như gợn sóng lan tăn, khúc mắc của hắn tựa hồ như bị ép xuống, cảm giác buồn bực đè nặng ở ngực cũng tiêu tán trong nháy mắt. Hắn không chút do dự nhận lấy mõ, đồng ý điều kiện của Ninh Thiển Giao. Trên đường hai người đi gặp Tông Chủ, Ninh Thiển Giao chủ động nói chuyện nhiều hơn, nàng ta cho rằng hai người đã đạt thành giao dịch, quan hệ cũng theo đó gần gũi thêm không ít ngươi so với diệp tố thật kém xa cốc lương thiên bỗng nhiên thốt ra một câu ninh thiển giao bị lời này của hắn nói cho đơn người rõ ràng hắn đã nhận đồ của nàng ta rồi cơ mà mõ này không phải phàm vật thậm chí trong luân chuyển tháp cũng chưa chắc có được pháp bảo bậc này vậy mà ngươi lại lấy ra làm giao dịch với ta trên mặt cốc lương thiên mang theo ý thương xót ngu xuẩn không nói sao cho hết ninh thiển giao thân là huyền âm chi thể lại có cơ duyên, pháp bảo trên người vô số thế nhưng cũng không thấy nàng ta xuất sắc được như thế nào, đường đi cũng không tự mình đi được. Nếu đổi lại là Diệp Tố thì nhất định sẽ tận dụng cơ duyên của mình đến mức tận cùng, bay xa bật cao xa vạn trượng. Dù sao chỉ với hai bàn tay trắng mà Diệp Tố đã vực dậy thiên cơ môn được như hiện nay. Ngươi, Ninh Thiển Giao chưa bao giờ nghĩ tới một Phật tử lại nói chuyện khó nghe đến như vậy, còn lấy Diệp Tố ra so sánh với nàng ta, trong nháy mắt tức giận đến đỏ mắt. Người yên tâm, ta sẽ không quên giao dịch. Cốc Lương Thiên nói xong thì nâng bước đi thẳng về phía trước, không để ý gì đến nàng ta nữa. Hắn sẽ không bao giờ có hảo cảm với người đã thấy bộ dáng chật vật của hắn. Trong luân truyền tháp, Cốc Lương Thiên nói xong liền thấy ánh mắt Diệp Tố nhìn hắn lạnh băng, thú vị đấy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Diệp Tố bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, thậm chí lúc nguy cấp trên lôi đài cũng chưa từng thấy qua. Hắn cúi đầu nhìn mõ trong tay của mình, sau đó dương mắt nhìn Diệp Tố, đây là Ninh Thiển Giao cho ta, chẳng lẽ là đồ của ngươi sao? Ninh Thiển Giao chỉ nói hắn phải giúp nàng ta một lần trong luân truyền tháp chứ chưa hề nói phải giấu giếm lai lịch của mõ. Cốc Lương Thiên lại chưa từng có lòng thiện, hắn bây giờ chính là muốn chọc cho Diệp Tố khó chịu nàng ta đưa cho ngươi diệp tố lặp lại một lần không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác quả nhiên là như vậy lúc này khắp huyết kiếm đột nhiên bay đến đâm vào tay cốc lương thiên ai cũng không ngờ đến du phục thời sẽ ra tay khi diệp tố phản ứng lại thì tiểu sư đệ đã bước đến gần thang lầu trên thang lầu có áp chế hành động của cốc lương thiên cũng vì thế chậm hơn thường ngày hắn nghiêng nửa người tránh thoát khắp huyết kiếm thế nhưng rất nhanh khớp huyết kiếm lại quay lại tiếp tục áp sát. Cốc lương thiên dơ pháp trượng lên cản kiếm lại, một chân vì thế không khỏi lọt xuống thang lầu. Một đạo ma ảnh thấy thế há to mồm táp tới, hắn vung tay lên, lấy chàng hạt đánh tan đạo ma ảnh đó. Dù phục thời đã đi tới thang lầu, hắn khoác áo choàng của bồng lai nên những ma ảnh đó không hề dám đến gần. Chà ta, trạng thái của du phục thời không đúng lắm, mặt như phủ một màn sương lạnh, cả người đầy lệ khí, khiến mọi người chung quanh đều cả kinh. Dù cho là lúc đối chiến với lục trầm hàn, dù phục thời cũng không có bất kỳ cảm xúc dao động nào, vậy mà hiện giờ lại vì cái mõ này mà thay đổi trạng thái. Diệp tố nhíu mày, một tay nhanh chóng phóng ra mấy đạo phù chú liên tiếp, phá vỡ ma ảnh, bước nhanh sông về phía thang lầu, những người khác thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo. Giết! Sao vậy? Lữ cửu đi lên phía trước chém một ma ảnh đang nhào tới, quay đầu hỏi dịch huyền đang đứng bất động ở phía sau. Dịch huyền lắc đầu, hắn cảm giác như nghe thấy thanh âm gì đó. Không có gì, tiếp tục đi, ta hộ ở phía sau. Dịch huyền bảo lữ cửu tiếp tục đi về phía trước. Giết! Dịch huyền nhanh chóng quay đầu, lần này hắn rõ ràng nghe thấy thanh âm ai đó nói chuyện. Những ma ảnh đó chen nhau xông tới, Bộ mặt dữ tợn, trong miệng đều phun ra một chữ, giết. Hắn vung lên trọng minh đao không ngừng bổ xuống những ma ảnh đó, ánh đao vung vút, chém nát số ma ảnh trước mắt. Lúc này Du Phục Thời đã đến gần Cốc Lương Thiên. Cốc Lương Thiên không nghĩ tới Du Phục Thời sẽ ra tay, hắn muốn chạy nhanh lên thang lầu, thế nhưng khắp huyết kiếm lại không chịu áp chế của luân chuyển tháp, hết lần này đến lần khác ngăn cản hắn đi lên. Du phục thời đưa tay ra nắm cổ áo cốc lương thiên kéo xuống, trả ta. Cốc lương thiên nhất thời luống cuống tay chân, hắn còn chưa tìm được cách thoát khỏi tay du phục thời thì một con ma ảnh gần đó đã cắn lên cánh tay hắn, khối da thịt chỗ đó trong nháy mắt bị ăn mòn, còn bốc lên khí đen. Cốc lương thiên xoay pháp trượng ném ma ảnh ra xa, quay đầu lại thì đụng phải trong mắt màu tím của du phục thời, cổ uy áp đó khiến cho đến cả ma ảnh trong tầng một đều có một khoảnh khắc như đông cứng lại. Cốc lương thiên thậm chí cho rằng dây tiếp theo hắn sẽ lập tức về chầu tổ tiên. Tiểu sư đệ Diệp tố đuổi đến nơi, kéo du phục thời lại, đưa một chân ra gạt ngã cốc lương thiên, tách hai người ra. Cốc lương thiên ngã lăn lốc trên thang lầu, lúc này mới thanh tỉnh lại, hắn do dự nhìn du phục thời đang đứng sau diệp tố. Người là ai? Uy áp này không phải một hóa thần kỳ có thể có được. Nỡ, Diệp Tố mặt không biểu tình nhìn Cốc Lương Thiên, không muốn chết ở đây thì mau đưa ra. Cốc Lương Thiên nắm chặt pháp trượng, ngươi muốn giết ta. Không có quy định không thể giết người. Diệp Tố đã thay Cốc Lương Thiên nghĩ xong cách chết, trong luân chuyển tháp tà ma khí thịnh, Phật tử vô ý chúng chiếu, những đệ tử khác rơi nước mắt chém đầu hai mắt cốc lương thiên bốc lên lửa giận. Tuy nhiên hắn không hề nghi ngờ chút nào lời Diệp Tố nói. Nàng thật sự nói được làm được. Chuyện trên lôi đài vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Đồ điên. Hắn đưa mõ ra, nhưng không đưa ngay cho Diệp Tố. Người có gì chứng minh đây là đồ vật của các ngươi? Lúc này du phục thời bỗng nhiên mở miệng niệm một đoạn cổ ngữ mà tất cả mọi người trong tháp đều nghe không hiểu. Nhưng mỗi một câu hắn niệm xong thì một hàng chữ kinh văn nhỏ trên mõ lại sáng lên cho đến khi hắn niệm xong thì cả mõ đều sáng rực rỡ, xinh đẹp lóa mắt, còn lộ ra nhàn nhạt phật ý. Tình huống này là như thế nào? Liên liên nhìn những ma ảnh đột nhiên dừng lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. khi du phục thời mở miệng niệm cổ kinh văn thì tất cả ma ảnh ở tầng một toàn bộ dừng lại, lơ lững tại chỗ, không công kích người. đi mau, dịch huyền ra hiệu cho mọi người còn lại nhanh chóng đuổi lên thang lầu chà ta. Dù phục thời bước ra từ sau lưng Diệp Tố, trong mắt của hắn đã khôi phục màu đen nhưng nét cáo kỉnh trên gương mặt vẫn chưa biến mất. Cốc lương thiên lồm cồm bò dậy, hắn vẫn cầm lấy mõ, không quên châm ngòi, sư muội của ngươi nói nàng ta có được nhờ cơ duyên. Diệp Tố cũng lười nghe hắn cạnh khóe, khi thấy những người khác đều đã đến nơi thì liền nói với bọn họ, mọi người bước lên thang hết đi nàng rũi tay đoạt lại mỏ từ tay cốc lương thiên dùng thanh thiết thuật rửa sạch vài lần rồi mới đưa cho du phục thời mỏ vừa vào trong tay du phục thời thì liền lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt nhưng khi cầm trong tay những người khác lại không có phản ứng đây rõ ràng là pháp bảo có chủ mấy người chu vân vòng qua cốc lương thiên chậm rãi đi lên thang lầu dịch huyền đi được vài bậc thì bỗng nhiên quay đầu nhìn lại những ma ảnh ở dưới tầng một lại một lần nữa bay qua lượn lại nhưng lần này chúng không kêu gào giết mà là đang nói một cái gì đó khác hắn nhíu mày cố gắng nghe ra lời mà ma ảnh đang rên rỉ tới tới là chỉ mười người vào tháp ư dịch huyền khó hiểu xoay người tiếp tục bước lên trên không ngờ nó thật sự là đồ của các ngươi cốc lương thiên dựa vào tay vịn cầu thang nhìn chằm chằm du phục thời thiên cơ môn thế mà lại có bảo vật bậc này chưa bao giờ nghe nói qua Du phục thời tuyệt đối không phải là một tu sĩ bình thường, khí thế vừa rồi thậm chí không thua kém với tông chủ, thiên cơ môn từ khi nào lại có nhân vật lợi hại như thế này. Du phục thời đứng trên bậc thang đầu tiên của cầu thang, cúi đầu dùng ống tay áo cẩn thận trà lau mõ, căn bản không để ý đến hắn. Sống lưng cốc lương thiên bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, hắn theo bản năng nhìn về phía nguyên nhân sợ hãi, thì thấy Diệp Tố liếc mắt nhìn hắn một cái. Người còn muốn giết ta? Nụ cười giả tạo quanh năm bất biến của Cốc Lương Thiên rốt cuộc cũng không duy trì nổi nữa. Mười người trong tháp này thì phần lớn đều đứng ở phe Diệp Tố, người hắn có thể hợp tác chỉ có Lục Trầm Hàn cùng Ninh Thiển Giao, thế nhưng hai người này lại đều là bại tướng dưới tay du phục thời. Phật tử nên nói ít thôi, Diệp Tố như có ám chỉ. Cốc Lương Thiên cứng đờ trong chốt lát, cuối cùng lùi bước, ta chỉ là hiếu kỳ một chút mà thôi. Diệp Tố gõ gõ tay vịn cầu thang, thầy đi. Phật tử vạn Phật Tông chưa bao giờ cảm thấy áp lực như lúc này. Từ sau khi thua cuộc giành ba vị trí đứng đầu, hết thảy đều đã thay đổi. Hiện giờ hắn giống như thịt cá trên thớt, mặc người sâu xé. Cốc Lương Thiên nhìn thoáng qua bên trên, thấy mấy người dịch huyền đã đều đã sắp bước lên lầu 2, không ai cúi đầu nhìn xuống thì hắn mới phát lời thề sẽ không nói ra chuyện liên quan đến du phục thời đi thôi diệp tố nắm tay du phục thời kéo hắn đi lên thang lầu thiên cơ môn các ngươi rốt cuộc có mục đích gì cốc lương thiên đi ở cuối cùng hỏi trong đầu hắn đã não bổ ra vô số âm mưu kinh thiên động đất liên quan gì tới ngươi diệp tố trả lại hắn một câu phật tử nghiến răng nắm chặt pháp trượng cầu thang dưới chân vì vậy cũng bị đâm thủng một lỗ nhỏ bảy người nhanh chóng từ lầu một đi lên lầu hai Người bước lên đầu tiên là Chu Vân, nàng vừa thấy rõ tình huống ở lầu 2 thì liền hô to: "Mai Cửu Nhân." Mọi người ở đằng sau nghe thấy vậy thì theo bản năng tăng nhanh bước chân, vận chuyển linh lực chống lấy uy áp, vọt lên lầu 2. Chu Vân tiến lên nâng Mai Cửu Nhân dậy từ trên mặt đất, liền liền lấy ra một lọ đan dược đút cho hắn. Mai Cửu Nhân vừa tỉnh lại thì chuyện thứ nhất đó chính là giãy dụa ngồi dậy, thang lầu. Giờ phút này Tất cả mọi người vừa bước lên lầu 2 đều thấy được. Thang lầu nối lầu 2 và lầu 3 đã bị người cố ý chặt đứt. Tác giả có lời muốn nói. Cốc Lương Thiên, gia rẻ thất bại, không ai sợ hết a còng a còng. Chương 136. Thang gãy. Mai Cửu Nhân trúng một kiếm bên hông, máu chảy đầy đất, vừa rồi hắn ngất xỉu quá nhanh, thậm chí không kịp cầm máu sau khi được liên liên đút đan dược hắn mới thanh tỉnh lại, nhanh chóng phóng xuất linh lực phủ lên vết thương, miệng vết thương chậm rãi lành lại. Chu Vân đỡ hắn lên hỏi, là lục trầm hàn đả thương ngươi sao? Sắc mặt mai cửu nhân trong nháy mắt liền đen lại, hắn ta và ninh thiển giao sau khi đi lên muốn chém đứt cầu thang, ta ngăn không được. Tốc độ lên lầu của ba người không chênh lệch nhiều lắm, vốn dĩ mai cửu nhân cũng đã bước lên lầu ba, không ngờ đến lục trầm hàn sau khi lên lầu thì bỗng nhiên xoay người, vung kiếm muốn chém gãy cầu thang. Tay hắn cầm thất tuyệt kiếm, là một trong thần binh đương thời, một kiếm này không nghi ngờ gì nhất định sẽ chém gãy cầu thang. Mai cửu nhân xông lên ngăn cản, kết quả bị chém trọng thương, cuối cùng ngã xuống lại lầu hai. Đúng là đồ tiểu nhân. Chu Vân cảm thấy hổ thẹn vì lúc trẻ người non dạ đã từng ngưỡng mộ tên khốn lục trầm hàn đó. Diệp Tố đảo mắt nhìn lầu 2, ở đây tất cả đều là sách, diện tích so với lầu 1 cũng không nhỏ hơn chút nào. Nàng hỏi Mai Cửu Nhân, trên lầu 3 có cái gì? Mai Cửu Nhân buông tay bên hông ra, vết thương đã lành lại, đều là pháp khí thượng phẩm. Mỗi người bọn họ chỉ có thể mang ra một thứ từ luân chuyển tháp, ai cũng đều muốn đi lên tầng cao hơn nữa bởi vì dựa theo kinh nghiệm của các tiền bối đi trước thì càng lên cao đồ vật càng tốt. Đặc biệt là một tầng nào đó còn có đan dược, không thể mang đi nhưng có thể dùng tại chỗ. Cốc lương thiên muốn nhảy lên trên, nhưng kết quả mọi người chỉ thấy hình ảnh như một con gấu cồng cành đang nhảy lên nhảy xuống. Diệp tố nhìn du phục thời vẫn còn đang cúi đầu cẩn thận xoa xoa mõ. Hắn biết ngón tay quá mạnh khiến cho đầu ngón tay đều phiếm hồng. Nàng cầm tay tiểu sư đệ lại hỏi, khắp huyết kiếm có thể bay lên tầng trên không? Du phục thời dừng lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua khắp huyết kiếm đang đứng bên cạnh, khắp huyết kiếm liền lập tức bay lên, nhưng chỉ bay được lên tầm khoảng chiều cao của một người, sau đó không thể động đậy được nữa. Cảnh giới hóa thần kỳ bình thường không thể lên được, Diệp Tố lại không muốn du phục thời tiến vào trạng thái mắt tím nên nàng bảo hắn thu hồi lại khắp huyết kiếm. Liên liên cũng thử dùng phù chú nhưng cũng không thể đi lên. Bên ngoài luân truyền tháp, sau khi 10 người đi vào, phong trần đạo nhân vung tay triệu hồi ra một hư ảnh của luân truyền tháp, hư ảnh nổi giữa không trung trước mặt mọi người. Trong hư ảnh có thể thấy được có 10 điểm sáng đang di chuyển và cũng có thể thấy rõ cầu thang nối các tầng. Mọi người đứng bên ngoài có thể nhìn thấy các điểm sáng chuyển động nhưng không phân rõ được ai là ai. Ban đầu có hai điểm sáng đi nhanh nhất, sau đó có một điểm sáng khác cũng theo sát, lên lầu 2. Nhanh như vậy mà đã có thể đi lên, Nhóm đệ tử năm nay đúng là mạnh hơn những năm trước rất nhiều." Tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt nói, chỉ là không biết ba người đó là ai. Ai có thể lên đến lầu bốn trước thì coi như đã thắng một nửa." Tông chủ Đan Tông nói, tầng đó cất chứa vô số đan dược, nếu có thể tìm được Cửu chuyển hồi hồn đan, ăn vào thì xem như nhiều thêm một cái mà. Tủ kệ đựng đan dược chất đầy ở tầng bốn, trên các bình cũng không hề có tên nhãn muốn trong thời gian một tháng tìm ra được cửu chuyển hồi hồn đan thì gần như là chuyện không thể. Tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ lắc đầu, phải lên đến được tầng thứ bảy, rèn luyện thức hải, đó mới gọi là thu hoạch chân chính. Phong trần đạo nhân nhìn những điểm sáng trên hư ảnh, mỗi người tự có duyên pháp của mình, chúng ta không cách nào có thể can thiệp được. Mọi người nhìn 10 điểm sáng không ngừng di rộng, lầu một có một điểm sáng đã đi lên cầu thang, không bao lâu sau đột nhiên có một điểm sáng không hề có chút trở ngại nào xông tới, kéo điểm sáng kia xuống. Làm sao có thể nhanh như vậy? Mã Tòng Thu kinh sợ, điểm sáng đó chuyển động nhanh như vậy, sao trước đó không thấy có động tĩnh gì? Du phục thời, Tân Thẩm Chi ôm kiếm khẳng định nói. Từ Trình Ngọc quay đầu lại hỏi, Tân Trưởng Lão vì sao lại khẳng định đó là Du Công Tử? tầng một ngoại trừ ma ảnh không có bất cứ cái gì khác. Tân thẩm chi chắc chắn nói, áo choàng thanh bồng mà du phục thời mặc có thể đuổi ma, điểm sáng đó ban đầu cứ dính với một điểm sáng khác, trừ hắn thì còn có thể là ai. Mã tòng thu đầu tiên là trầm tư suy nghĩ, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn tân thẩm chi sùng bái không thôi, lời tân trưởng lão nói nhất định là không sai. Từ trình ngọc nhìn mấy điểm sáng ở phía sau có chút lo lắng, không biết vì sao du phục thời lại đột nhiên sông đến như vậy, rõ ràng là đã xảy ra tranh chấp với người trên cầu thang. Lúc này mọi người bên ngoài luân chuyển tháp đều thấy đống điểm sáng ở lầu một không ngừng tụ tập lại ở lối lên cầu thang. Đang kéo bè kết phái đánh nhau sao? Nhan Hảo ngửa đầu nhìn tình hình trên hư ảnh, suy đoán nói. Trong số người đã đi lên lầu 2 có Lục Trầm Hàn và Ninh Thiển Giao. Trình Hoài An đứng bên cạnh nàng lên tiếng, chỉ là không biết một người khác là ai, hẳn là không phải cốc lương thiên. Thật ra cũng không quá khó để suy đoán, trong số 10 người thì 7 người có quan hệ với nhau không tệ, vừa rồi ở cầu thang tầng 1, điểm sáng bị lôi xuống đó vốn dĩ tốc độ leo thang không chậm, lại chỉ đơn độc một mình, rất dễ đoán đó là cốc lương thiên. Có khả năng điểm sáng còn lại trong ba người lên lầu 3 là dịch huyền. Nhàn hảo chống quạt lên cầm nói, hắn cũng đã là hóa thần sơ kỳ, sức lực không kém. Bọn họ đang làm gì vậy? Mã Tổng Thu bỗng nhiên chỉ vào nhóm điểm sáng trên lầu ba hô lên, cầu thang gãy rồi. Mọi người đồng loạt rời mắt sang nhìn thì thấy cầu thang nối lầu 2 và lầu 3 đột nhiên bị gãy. Ba điểm sáng trên lầu 3 đột nhiên có một điểm rơi xuống lầu 2, rồi không nhúc nhích nữa. Trình Hoài An, người này hẳn không phải là dịch huyền rồi. Đều là hóa thần kỳ, trong tay Dịch Huyền cũng có một thanh đao cấp bậc thần binh, đánh với Lục Trầm Hàn thì ít nhất cũng sẽ thua trong một chiêu như vậy. Nhan Hảo bỗng nhiên sinh ra dự cảm không tốt, nàng cảm thấy điểm sáng ngã xuống đó có khả năng chính là sư huynh của mình. Lúc này toàn bộ điểm sáng ở lầu 1 đều bắt đầu di động lên trên, cũng may không bao lâu sau đó điểm sáng bất động ở lầu 2 lại bắt đầu cử động. Đồ sống không có đức. Mã Tòng thu một lần nữa hô to: sự oán giận trong giọng nói thành công khiến cho các đại tông chủ đều quay đầu nhìn hắn. Mã Tòng Thu yên lặng cúi đầu, miệng vẫn nhỏ giọng lầm bầm mắng vài câu, hai điểm sáng chặt đứt cầu thang lầu 3 lại một lần nữa chặt đứt cầu thang ở lầu 4. đây rõ ràng là muốn chặt đứt đường đi của những người khác. Liên liên cầm lên một mảnh thang vỡ hỏi Diệp Tố, cái này có thể sửa được không? Diệp Tố nhìn lướt qua, có sửa lại cũng vô dụng mà thôi, vì sao? Liên liên kinh ngạc hỏi. Chiều cao của thang lầu này vốn không với tới lầu ba, hẳn là có dùng thêm trận pháp gì đó. Diệp Tố lấy ra một cây thang cực cao từ trong túi cản khôn, dựng đứng hướng lên lầu ba mọi người thử lên xem có lên được không. Cây thang này thoạt nhìn không hề thấp hơn so với cầu thang nối từng lầu. Chu Vân sung phong bỏ lên trên, nhưng khi nàng đã bỏ đến đỉnh thang thì phát hiện bản thân vẫn còn ở giữa không trung. Cô có phát hiện thiếu cái gì không?" Liên Liên ở bên dưới hỏi nàng. Chu Vân vừa bò xuống vừa hỏi, "Thiếu cái gì?" "Thiếu uy áp, vừa rồi cô không chịu phải bất kỳ lực cản nào, cứ thế mà bò lên vun vút." Liên Liên nói. Chu Vân nhảy xuống khỏi thang, "Vậy chúng ta không còn cách nào khác để đi lên không?" "Ta đi xuống dưới xem thử." Diệp Tố nói đoạn đi đến cầu thang, chuẩn bị bước xuống lầu. Du phục thời yên lặng đi theo phía sau nàng như cái đuôi nhỏ. Diệp tố dừng lại, xoay người thu mõ trong tay hắn vào túi cản khôn của nàng. Để ở lại đây đọc sách đi. Không muốn đọc sách, đau đầu. Du phục thời dõng dạc đáp. Đại sư tỷ. Diệp tố nghiêng đầu nói với dịch huyền. Mọi người ở lại đây không có việc gì thì xem nhiều sách vào. Có lẽ sẽ có thể thu được điều gì có ích cho bản thân. Dịch huyền vâng lời, xoay người tìm sách đọc. Du phục thời nhíu mày quay đầu nhìn dịch huyền, cuối cùng nói với Diệp Tố, ta cũng đọc sách. Đại sư tỷ một lần nữa quay lại lầu một, những người còn lại lưu lại lầu hai, cốc lương thiên nhìn nhìn cầu thang, cuối cùng cũng xoay người đi tìm kiếm thư tịch. Chỉ còn lại những người bên ngoài luân chuyển tháp khiếp sợ không thôi, có người chủ động đi xuống. Tông chủ ngô kiếm phái dựng thẳng mày kiếm, thật là quá hồ nháo. Người xuống tầng khi đi lên sẽ nhận uy áp tăng gấp đôi. Vừa rồi một điểm sáng rớt từ lầu 3 xuống lầu 2 là do xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy mà hiện tại lại có một người tự nguyện đi xuống. Chu Kỳ có thể khẳng định người đó chính là Diệp Tố, lúc trước các điểm sáng tụm lại nháo sự ở lầu 1 khiến mọi người bên ngoài này trên cơ bản đã có thể phán đoán ai là ai. Chương 137. Uy áp mỗi hai tầng lầu được kết nối với nhau bằng một cầu thang. Diệp Tố vừa đặt tay lên tay vịn cầu thang vừa chậm rãi đi xuống. Những nơi nàng nhìn thấy, những chỗ tay nàng tiếp xúc đều được ghi tạc trong đầu. Số ma ảnh ở tầng thứ nhất của luân chuyển tháp đã biến mất tâm. Diệp Tố bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng. đứng trên mặt đất đợi một lúc vẫn không thấy một mống ma ảnh nào trồi lên. Nàng nghĩ hẳn là bọn chúng chỉ xuất hiện ở lần đầu tiên tiến vào. Nàng ngửa đầu nhìn lên trên cầu thang, trận pháp của cả tầng này vẫn còn hoàn chỉnh, bao gồm cả lớp nền cầu thang. Sau khi Diệp Tố đứng ngửa đầu ở lầu một thật lâu, nàng khom lưng vẽ vài nét bút lên nền đất dưới chân cầu thang, tháo bỏ kết cấu của nó, sau đó nàng lại đẩy đẩy. Sau khi xác định nó động đẩy thì mới một lần nữa đi lên lầu 2, lần này vừa đi nàng vừa cảm nhận được áp lực mà luân chuyển tháp gây ra lớn gấp đôi, rõ ràng đi xuống rồi lại đi lên phải trả một cái giá không nhỏ. Nàng vừa lên đến lầu 2 thì vị tiểu sư đệ đang giả vờ lật lật sách nào đó lập tức khép sách lại bước đến, đứng bên cạnh Diệp Tố, duỗi tay đòi mõ. Diệp Tố lấy mõ ra, đưa đến trong tay Du Phục Thời, bảo hắn không cần lau nữa, đã sạch rồi. Du Phục Thời an tĩnh ôm mõ, thật sự không trả lau nó nữa. Diệp Tố, thế nào rồi? Mai Cửu Nhân vội vã hỏi, Hắn vẫn cảm thấy rất áy náy về chuyện không thể ngăn cản Lục Trầm Hàn. Có một biện pháp có thể thử xem. Diệp Tố quay đầu lại nhìn cầu thang, "Chúng ta đem cầu thang ở lầu 1 chuyển lên lầu 2, sau đó đi lên." "Sao cơ? Mai Cửu Nhân đơ ra hơn nửa ngày mới phản ứng lại được, chúng ta chuyển nó lên như thế nào?" Những người khác nghe vậy cũng vây lại chung quanh Diệp Tố, Chu Vân hỏi, "Chúng ta phải đi xuống nâng nó lên hay sao?" nếu nâng thang lầu lên lầu 2 rồi sau đó cô làm sao để đi lên? Liên liên nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng. Chúng ta không cần nâng. Diệp Tố nói, người đã đi lên mà lại đi xuống, lần thứ hai đi lên sẽ nhận uy áp tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi, vậy. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mai Cửu Nhân, hắn đã rớt từ lầu 3 xuống lầu 2. Mai Cửu Nhân xua tay, trước không cần phải lo chuyện này, việc cấp bách là phải làm thế nào để mang cầu thang lên đây diệp tố đi đến cửa cầu thang nàng mở tay ra từ lòng bàn tay liền xuất hiện một sợi dây thừng màu kim sắc nói chính xác hơn là thần thức của nàng thần thức ngoại hiện chân cầu thang đã bị ta làm lòng hẳn là có thể trực tiếp kéo lên đây diệp tố nói xong liền khống chế thần thức trói chặt tay vịn của cầu thang sau đó kéo nó lên nàng cũng ra hiệu bảo mọi người lui về phía sau Cốc lương thiên không tự chủ được nhìn chằm chằm thần thức trong tay Diệp Tố. Cảnh giới hiện tại của hắn đã là hóa thần sơ kỳ. Thần thức được tăng cường không ít, đã có thể hiện hình, nhưng lại không có cách nào làm được như nàng, có thể tùy ý dùng nó như thế. Mọi người ở ngoài tháp vốn dĩ còn đang lo lắng mọi người ở lầu 2 làm sao để đi lên thì đột nhiên nhìn thấy trên hư ảnh hiện lên cảnh tượng cầu thang ở lầu 1 bắt đầu chuyển động, bay chậm chậm lên lầu 2. Đó là, Cầu thang sao lại động vậy? Thật sự đang động kìa. Bay, bay lên rồi. Các đệ tử đứng xem bàn tán xôn xao, ai cũng không ngờ tới cầu thang ở lầu 1 sẽ di chuyển lên lầu 2. Việc này làm sao có thể làm được? Mã Tòng thu nhỏ giọng hỏi Tân Thẩm Chi, "Trưởng lão, ngài có biết không?" Đầu tóc Tân Thẩm Chi vẫn rối loạn như tổ chim, hai tay ông ôm ngực, kiếm dắt ở lưng, ồm ồm nói, tám phần là trò siếc của luyện khí sư. Ông thầm nhủ trong lòng may mắn năm đó không gặp phải mấy đứa nhóc này, đứa nào đứa nấy cũng đều giỏi gây chuyện. Diệp Tố tuy rằng chỉ dùng hai sợi dây thừng để kéo cầu thang lên, nhưng uy áp trong luân chuyển tháp không phải chuyện đùa, vì để kéo cầu thang từ dưới lên mà nàng phải tiêu hao một lượng thần thức lớn nhất từ trước đến nay. Mọi người ở tầng 2 gần như nín thở theo dõi, nhìn cầu thang ở tầng một bị kéo lên từng chút một khi nó đã lên được một phần ba thì dịch huyền hỏi diệp tố có cần tụi đệ hỗ trợ không kéo ý diệp tố bảo bọn họ nắm lấy cầu thang kéo lên nếu đổi một hoàn cảnh khác có lẽ chỉ cần một người trong số bọn họ là có thể dễ như trở bàn tay nhắc cầu thang lên chỉ là trong luân chuyển tháp không giống như vậy mặc dù mọi người đã tụ tập lại hợp sức kéo cầu thang lên nhưng khi kéo lên được 2 phần 3 thì cầu thang lại bỗng nhiên trở nên nặng hơn nữa. Miệng vết thương bên hông của Mai Cửu Nhân vốn chỉ mới khôi phục, nay vì vận động mạnh mà lại một lần nữa vỡ ra, hai chân hắn chợt mềm nhũn, không khống chế được mà khuỵu xuống, mất đi lực kéo của hắn một cách đột ngột khiến những người khác không trở tay kịp, cầu thang trong nháy mắt lại trượt xuống không ít.